hu. Xin chào cả nhà thân thương. Cả nhà ơi, mấy hôm nay cả nhà busy quá, không có thời gian để làm chương trình gì trên kênh YouTube nha. Rất là sorry cả nhà. Hôm nay thì tiếng Nga vừa đi cái tiệc về nên hơi xinh xắn, trẻ trung, xì dinh, xì tin dâu. Trời ơi, cái chữ xì tin dâu mà em không có nhớ cái chữ luôn. Đây, hôm nay tại sao tiếng Nga live stream sấp cua thị. Rồi cái gì ai coi quá trời đây. Hôm nay có một cái vụ này rất là vui cả nhà. Cả nhà có biết nho thân gỗ không? Một cây nho thân gỗ thôi nó đã mấy ngàn đô luôn đó quý vị. Trồng một cây nho thân gỗ rất lâu mới có cái trái nho. Vậy mà hôm nay Thúy Nga có được 10 thùng nho thân gỗ. Tí nờ cả nhà vô coi nha. Hôm nay là Lý Ra Nga không có like luôn đó. Lý Ra hôm nay là lên chương trình clip ơ đồ. Tại vì nó có cái sản phẩm này đặc biệt quá nên là em sẽ khoe cho cả nhà cùng coi. Đỗ Cường nặng lắm cả nhà, cái thùng này tới 20 pound lận. Ui cha ta. Trời, nó nặng quá cả nhà ơi. Để em kêu con bé cháu em nó phụ nha. Đây cho cả nhà coi nha. Thảo Linh ơi, Thảo Linh ra, con ra phụ cô cái con. Nó nặng quá con à. Đây phụ cô một tay con. Bà nội cha nó cái thùng nó bự quá. Ui trời ơi. Ôi trời ơi. Đây. Ủa lên like hả con? Đây nè con. Con ra đây đi. Con sợ gì mà con không like. Nó đẹp quá mà nó giấu mặt nó hoài à. Đây nè, con nhấc cái thùng lên giùm cô cái coi. Đây cả nhà, nho thân gỗ nè. Mọi người thấy hú hồn chưa? Cái này mà mua làm quà về Việt Nam là super ngon quý vị. Mà nho thân gỗ có nhiều loại nha. Cái loại này là loại đặc biệt mà nó ngon khủng khiếp luôn cả nhà. Mà em tức quá em lấy được có hả? Khoảng hơn 10 thùng là như 12 thùng á. Ôi đây cả nhà ơi, cả nhà nho thân gỗ mà cái tác dụng của nho thân gỗ ăn rất là tốt nha. Cả nhà biết thùng này là nhiêu không? 20 pound. 20 pound Việt Nam mình là mấy ký con? 9 ký mà giá sốc luôn nè, có 90 đồng à. Cái này mà mua về Việt Nam làm quà, cả nhà biết cái thùng này mở Việt Nam là bán phải cỡ tầm 6 triệu á, chắc hơn. Mà nho thân gỗ này là ở Nam Mỹ nha. Trời nó ngon lắm cả nhà, nó ngon mà cái con bé này nó ăn xong nó phải điện thoại qua Singapore cho mẹ nó khoe. Nó nói mẹ ơi con ăn cái nho thân gỗ ở Mỹ nó ngon quá mẹ ơi. Đây nè đó, chưa gì ba ăn luôn rồi trời. Đây đây nè con cầm đây giùm cô cái coi. Cái cô cho cả nhà coi cái nho thân gỗ. Ui cho xanh nặng thấy mẹ luôn. Ui cha nặng quá cả nhà. Ôi nó ngon mà nó ngon khủng khiếp luôn. Cái nè con lấy cho cô một cái tô đựng rác đi con. Chào Thúy Nga, nho này ngon lắm. Nó ngon mà nó hiếm cả nhà. Trời em đặt mấy chục thùng mà nó đưa cho em có 12 thùng mà em tức ói máu luôn. Mà em biết sau khi em quảng cáo là nho này sẽ hot. Nhưng mà nho này nó có nhiều loại nha, có nhiều loại á. Họ bán trong mấy hộp nhỏ, có một số chợ sẽ có nhưng mà nó không có ngon, nó chua lắm. Nhưng mà riêng cái hộp nho này nó vừa thơm mà nó vừa ngon cả nhà. Em thì cho bây giờ ai mà xách cái thùng này đi về Việt Nam hả, còn hơn cherry á. Cherry nó hiếm cỡ nào ha, cái nho này mà mọi người ăn là xỉu nữa. Dịnh đây giùm cô đó con, Thảo Linh. Đây. Ngon quá ăn. Chắc cho mọi người à. Rồi Mina hả? Mina mấy em có coi chương trình tiệc đêm hội tâm linh nghệ sĩ à? Nè, cả một trái nho vậy là quý vị có hai hộp à. Bên này hộp nè. Mà ăn luôn được nguyên vỏ luôn nha. Cái vỏ nó ăn chữa bệnh luôn nha cả nhà. Tôi coi có hột không? Hết hột rồi, có hột rồi má ơi. Đó. Nó chua chua ngon.
Nho này đặc biệt không ship được Tiểu Bang, chỉ bán tại Cali thôi. Trời má ơi ngon dữ trời. Ngon không? Ngon. Tả hay con nó làm sao? Ăn quá rồi. Nó ngọt ngọt, chua chua. Thơm. Ăn nó lạ. Nó lạ miệng phải không? Mà đặc biệt cái vỏ nho thân gỗ ăn nó ngon. Rồi nghe nhớ hồi đó có ai quảng cáo nho thân gỗ Việt Nam mà như hot lắm quý vị đây nè. Cả nhà thấy không? Này có hai hộp rồi. Đó, trái này có hai hộp nè. Trời ơi, nó ngon khủng khiếp cả nhà. Cuối tuần mà ai có tiệc á, mua một thùng 20 bao. Tại nghe bán sỉ mà nghe làm biến chia lắm. Bán như vậy á mọi người. Trái nho rừng, nhưng mà người ta gọi là nho thân gỗ mọi người. Nga đã ăn cái trái nho này trên cái cây nho luôn rồi, nên Nga nhớ hoài cái cảm giác ăn. Cả nhà biết sao không? Nó thơm mà nó ngon lắm cả nhà. Chị ăn nhìn cái miệng chị dễ thương gì đâu á. Ôi xuất sắc luôn. Ê hề hề luôn. Ngon cả nhà ơi. Mẹ em lấy được ít quá rồi vài hôm nè. Cái tuần nãy giờ là cái giá nó rẻ đó mọi người. Rồi các em quảng cáo lên bắt đầu hot. Đầu bán giá. Bắt đầu farm nó giao giá trên trời dưới đất nữa nè. Rồi xong cái khó bán nữa. Đây cả nhà coi nè. Ôi ngon quá trời luôn trời. Trời ơi sợ ăn sạc nghiệp quá. Tối đi tiệc đâu dám ăn nữa. Đợi về bụng mới ăn nho. Ăn nho nó ốm. Mà đặc biệt có cái vỏ nho ăn nó chua chua quá vậy, nó ngon lắm. Người ta vỏ nho là ăn nó chắc ngầm đúng không? Không. Ở Việt Nam đem về Orangutan. Nó gì không? Nói là ngắn những nam. Rồi. Đừng hướng này con. Để con đưa lại. Con ra con lấy một cái dĩa cho con múc ra rồi con lấy một chút xíu cho cô ăn em. Để không? Hôm nay có xoài Thái nha. Xoài Thái về. Em cho mọi người là biết là tuần này là đợt xoài Thái cuối cùng đó quý vị. Bữa da xanh cuối tuần sale 85 đồng một thùng. Hôm nay không có hẹn trai đẹp livestream, tại hôm nay đâu có lịch livestream với trai đâu. Hôm nay là tự nhiên cái nho này về em phải like đó quý vị. Đây. Nho thân gỗ là thuốc hạ đường huyết, bổ máu, dưỡng gan rất hiệu quả. Hạ đường huyết theo một số nghiên cứu, nho thân gỗ nó chỉ có đường huyết. Có nhiều người nói nho rừng, có nhiều người nói là nho thân gỗ. Nhưng mà tại vì ở đây nghe kêu là cây nho thân gỗ không à. Tại vì rất cái cây của nó như, giống như cây gỗ gì, trồng ở lâu năm lắm, nhìn ngon lắm. Rất là ngon luôn anh Minh Trần. Nho thân gỗ chỉ có chỉ số đường huyết thấp, chứa ít calorie và dầu. Nãy giờ nho mình chưa rửa luôn á. Giờ cô muốn rửa không? Rửa giùm cô miếng đi. Ăn quá trời ăn luôn quên rửa luôn. Chứa ít calorie, giàu chất xơ nên ăn vào giúp giải phóng đường vào máu, ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Nếu mà mình một gia đình nào mua xe với nhau tính là rẻ mọi người. Ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến. Nhờ tác dụng này mà loại quả này trở thành một loại lựa chọn phù hợp cho người mắc bệnh tiểu đường và những người muốn ngăn ngừa bệnh. Loại này nghiên cứu cứu trên chuột của các chuyên gia khoa học Brazil còn cho biết sử dụng chiết xuất từ vỏ của giống nho thân gỗ có thể phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường. Mở ra nghiên cứu mới ngăn ngừa điều trị căn bệnh này. Nho thân gỗ chống ung thư luôn nha bà con. Một số nghiên cứu rằng phát hiện nho thân gỗ có thể giúp bảo vệ chống lại sự phát triển ung thư. Nguyên nhân vì nho này chứa các loại hợp chất chống ung thư như anthocyanin gì đó, có tác dụng cái gì ức chế sự phát triển và lan rộng của các tế bào ung thư. Con cầm này giùm cô cái coi. Chống viêm. Ủa chống viêm gì vậy? Các nhóm oxy hóa dồi dào trong loại nho này có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Bằng cách bổ sung nho thân gỗ vào chế độ ăn hàng ngày, bạn sẽ có thể giảm nguy cơ các bệnh tiểu đường, bệnh tim, đồng thời giảm các triệu chứng viêm như viêm khớp. Cả nhà, Mỹ họ hay ăn xà lách tươi á. Em kể cả nhà nghe, nếu mà mình nhìn mình tưởng quả mận Hà Nội ha.
cả nhà nếu mà hả mình làm quả xà lách á, mình làm dĩa xà lách á, người ta hay lấy bỏ nho khô, mình cắt cái nho này mình bỏ lên rau chắc ăn cũng ngon ha. Ha, xong mình xịt cái nước chua 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 á. Mai mình làm cái xà lách của Mỹ rồi đi ra mua rau keo nè, spinach nè. Rồi đó, xong cái rắc cái này lên, xong rồi rắc chút cái thịt xông khói khô khô. Trời ơi, thấy tôi idea xuất sắc chưa? À. Đây tốt cho gan quý vị, phát triển bệnh tiểu đường nè, trị bệnh tiểu đường quý vị, đồng thời giảm các triệu chứng viêm như là viêm khớp nha. Thúy Nga có Kim Ngân, còn sống không lâu rồi Kim Ngân xuất hiện. Có hồi chiều Nga đi đường Nga gặp Kim Ngân quý vị. Thương lắm. Rồi hôm nay tàn tạ, trời ơi ta nói nhìn mà thấy xót xa luôn, mà giờ không biết sao giúp, không giúp nổi luôn quý vị. Giờ là nói chuyện đâm ban lắm luôn rồi. Nga mới chiều Nga gặp Kim Ngân nè. Tốt cho gan, ăn nho tốt cho gan, nghe nho thân gỗ có lợi cho sức khỏe của gan. Ngoài kháng viêm mạnh, loại này còn giúp cho giảm gánh nặng cho gan bằng cách giúp cái gì đây nè. Để em bỏ xuân thoại em lên quý vị. Hôm nay em hết bóng rồi ha, hết bóng rồi. Loại này còn giúp giảm gánh nặng cho gan bằng cách giúp lọc thận. Lọc chất độc trong nuôi dưỡng cơ thể bằng vitamin và khoáng chất tiêu thụ thường xuyên. Loại quả này giúp cơ thể bạn chống các độc tố gây bệnh. Trời nó làm gì mà nó dơ nhấp, ăn đi bà nội. Tăng miễn dịch và sức khỏe tốt hơn. Đây quý vị, nho thân gỗ trên mạng họ có ghi nè, ngăn ngừa bệnh thiếu máu nữa. Trong ai mà về Việt Nam tuần này làm ơn mua đi. Thiệt sự á, Nga biết cái hàng này á, lúc mẻ đầu á, nó về nó ngon dữ lắm. Sau này bắt đầu nó tùm lum, chỗ farm nó đổ ra là những lúc không ngon bằng cái đầu tiên này đâu. Trong quả nho thân gỗ có chứa một lượng sắt đáng kể, làm tăng lượng máu trong cơ thể. Từ đó không có ship được xuyên bang nha bà con. Ăn tại chỗ thôi. Từ đó ngăn ngừa bệnh thiếu máu hiệu quả, ngăn ngừa các triệu chứng như chán ăn, hoa mắt, tim đập nhanh, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và năng lượng, năng suất làm việc của bạn. Trời ơi, giúp xương răng khỏe hơn. Trời ơi, không chỉ dưỡng gan bổ máu, quả nho thân gỗ còn có một nguồn cung cấp canxi, kali, magie gì nữa là dồi dào, giúp xương xây dựng cấu trúc răng chắc khỏe, từ đó phòng bệnh, chữa bệnh loãng xương. Đó, hệ xương khớp sẽ khỏe, chống lão hóa và làn da đẹp. Má ơi, cái này tôi mê nè, ăn nho thân gỗ thường xuyên giúp chống lão hóa sớm. Làm da đẹp, các dưỡng chất vitamin, chất khoáng cùng các chất oxy hóa trong quả nho thân gỗ. Trời ơi, có mười mấy hộp mà quảng cáo chi quá trời quá đất, để nhà ăn đi con. Nhiều quá. Giảm các đốm đồi mồi đó, chống lại hình thành sắc tố melanin gì đó trong da. Nếu bạn dùng quả này mỗi ngày, loại chất vitamin trong quả sẽ giúp làm săn chắc khỏe mạnh. Đem cả nhà, mùa này là mùa nho. Nho Hàn Quốc nó về rồi quý vị. Nho Hàn Quốc mà nho mẫu đơn á, mọi người biết nhiều thùng không? Hơn 200 đô một thùng mà có 8 hộp, và là mỗi hộp có 600 gram quý vị. Em thấy mắc quá. Này, trong cái thùng nho này của Nam Mỹ mà nó ngon quá, mà nó có, chào Thúy Nga xinh đẹp, mà nó có 90 đồng. Em quyết định em làm nho này, em không làm nho Hàn Quốc, nho mẫu đơn. Mắc quá, một thùng mà 200 mấy chục đô luôn. Chắc khoảng tầm là 240, 250 luôn á. Mắc quá chịu nổi. Đừng ăn hột cái con. Ăn ngon hơn. Cái gì con? Đừng ăn hột nó đắng. Ủa ai ăn hột cái gì bà? Cô ăn hột luôn kìa. Không có, quả này không có hột. Đang ăn chúng cái quả không có hột bà nội. Có mười mấy hộp hư á nè. Mấy nè, có thể tháng liên lạc với lại bé Thảo Linh 279 789 9999. Rồi bé Ti 657 679 7693. Em thông báo cho mọi người một tin buồn. Sản phẩm xương khớp collagen này nè đang order về Việt Nam mà hiện tại Việt Nam không nhập được hàng, là biết sao không? Hệ thống ship hàng từ nước ngoài, từ Mỹ nhập vô Việt Nam là hàng nó đứng quý vị, nó không có giao được cho người ta, nó đứng ngay cửa khẩu hải quan làm gì, nó không có lấy ra được. Thế là bây giờ là có nhiều người đặt cái collagen này quá, mà bây giờ em không có ship được về Việt Nam, chưa ship được về. Xương khớp thì ở Việt Nam còn có mười mấy hai chục lọ thôi,
nên cả nhà mà có đặt thì đợi chút xíu nha. Tóc thì ở Việt Nam đang có, mọi người có thể liên lạc sáng ngủ dậy có thể liên lạc Betty 0576797693 đó, mọi người có thể liên lạc với Betty nha. Rồi mọi người có thể liên lạc với sáng, có thể nhắn tin cho Thúy Nga 279 hoặc anh siêu nhân 714-653-8028. Việt Nam thì có thể liên lạc với Thảo Sương 076-488-8812. Đây Nga ơi, có ship qua Úc rồi, thông báo mọi người một tin vui, em có thể nhận được tiền quốc tế quý vị. Có nghĩa là nước nào mua hàng của Thúy Nga vẫn có thể nhận được tiền một cách nhanh chóng mà không bị chạc phí. Ngày xưa là một là Western Union nè, hoặc là gửi cashier check nè, mua money order check nè, từ Canada, châu Âu, các nước dở về đây rất là cực. Rồi nhiều lúc á, là chuyển tiền vô cái băng của mình á, là nó còn bị gì quý vị, nó chạc 20 đồng tiền phí. Bây giờ em đã có cháu em á, nó có trình độ học vấn rồi, đã tạo cho em một cái PayPal. Em đã có một cái PayPal rồi. Nên ở Úc hay ở châu Âu hay ở Canada hay ở bất cứ nước nào mua hàng của Thúy Nga mà có PayPal thì có thể trả tiền từ PayPal nha. PayPal, trời ơi, cái trang PayPal này nè, hôm qua đó cái bạn ở Úc kìa bán hên lắm. Bạn nói trời ơi chị ơi, em thích cái vàng mỹ phẩm Hàn Quốc Đài Loan của chị quá mà mua chuyển tiền khó khăn quá, em chuyển chưa có được. Cái mình mới nói trời ơi giờ có cách nào chuyển ta. Cái nó hỏi chị ơi chị có PayPal không. Cái Nga quay lại Nga hỏi cháu, con ơi bây giờ cô muốn có cái PayPal con làm cho cô, thì cô công nghệ mù quá mà. Được cô, tạo 1 phút 30 giây. Trời ơi bạn khán giả Úc mê quá, mua liền hơn 1,000 đô tiền mỹ phẩm quý vị, rất là thương luôn. Đó, đã chuyển vô PayPal cho Thúy Nga. Nên bây giờ mọi người từ các nước, ví dụ có nhiều chị Canada, Nga ơi sao cái chuyển tiền của em phức tạp quá, em có cái PayPal đi, chị sẽ chuyển tiền vô PayPal cho em. Thì bây giờ báo cáo cả nhà là em đã có cái PayPal rồi. Trời, nói chuyện mày mưa dăng quá, không biết cháu còn dám ăn trái cây trên bàn của tôi nó không biết nữa. À đây cả nhà, thì tình hình là em tổ yến với chân yến hiện tại là còn có 1-2 tổ thôi, không có nhiều. Nên cả nhà là cứ có thể là sẽ chờ ha. Đây nè, tổ yến nó hết hàng quý vị. Cái hộp tổ yến này tới 300 đô của Bangnet, mà bây giờ em phải lấy về mà em lấy được có mấy hộp thôi. Ngày nay phải ship trả nợ đơn. Hết 6 hộp rồi, như còn 4 hộp à. Một hộp này bình thường là bán 300 quý vị, mà bán có 280 thôi, tại bán đúng cái giá của em. Mà một hộp này có tới 14 tay quý vị. Con đếm thử hộp này nhiêu phần, nó nhiêu tay yến nhỉ? Bao nhiêu tổ yến vậy? Chân yến là còn có 2 hộp thôi. Thì mua cái hộp tổ yến này là không có tặng nha mấy? 13 hả? 13 quý vị. 13. Cái loại chân yến này không biết làm đặc sắc sao mà thấy rất là ngon, mà không có tặng quà nữa quý vị, hết quà tặng rồi. Nhưng mà mọi người mua một hộp tổ yến như hộp chân yến sẽ được free shipping, 560 đồng được free shipping. Thầy nói tiếng Anh xuất sắc chưa? Xuất sắc chưa? Con ra con lấy cái chén của múc yến cho con ăn liền con ơi. Thôi. Ê Thúy Nga, bệnh rồi muốn cảm không? Nga được cái trời thương quý vị. Ủa con ăn ban đêm mới tốt. Ăn ban đêm mới tốt. Lấy cái chén ra, lấy cái muỗng ra, tôi múc cho anh chén. Không, Nga được cái không bao giờ bị cảm là biết sao không? Chớm cảm một cái là Nga ăn yến, Nga quất collagen rồi Nga làm rần là người Nga không có bị cảm quý vị. Người ta Covid á, người ta lăn lê bò tòi em mà chớm Covid cái là em một ngày sau, hai ngày sau là em phải hết bệnh liền. Tại em không hết bệnh ai làm việc cho em. Em là người phụ nữ ba đầu sáu tay mà. Em mà bệnh xuống là mệt lắm, nên là em lúc nào cũng phải có sức khỏe. Chúc chị Thúy Nga mua may bán đắt. Cảm ơn Mina. Ngon. Công nhận nó ngon không? Cô có rồi. Ủa cả nhà, không phải khen chứ. Cái nho thơm ngũ nó ngon lắm luôn á. Nè, cô múc yến cho con. Cô sẽ làm cho con đây. Cả nhà cần gì thì cứ liên lạc. Đây tổ yến và chân yến. Em vừa chân xong.
Trời ơi, em bỏ chút đông trùng hạ thảo đây nè quý vị. Với lại em bỏ cái gì mọi người biết không? Em bỏ cái táo đỏ. Với em bỏ chút đường phèn. Nghe là không bao giờ mọi người tưởng tượng không? Trời thương lắm. Vì nhà cũng làm bác sĩ á, mẹ làm bác sĩ á, nên vừa chớm mà sụt xịt cái là có thuốc uống liền. Mà đợt này vừa rồi á, cái mùa vừa rồi á, nhiều người bệnh quá rồi, Nga không có thuốc nữa, cho hết trơn rồi. Rồi bây giờ là không có thuốc nữa, nên là bây giờ đang chờ người cát nó qua nó đem thuốc cho uống. Ngon lắm. Thơm gì? Ngon lắm. Trời ơi, chân Yến tổ Yến nhà cô làm là xuất sắc luôn. Ôi, ngon vậy? Ngon không? Ngon. Trời ơi, mấy nãy bà rất là có duyên. Cô ơi, cô đang nấu nồi miếng hả? Trời ơi, muốn xỉu với mẹ luôn. Con cháu trong nhà nhiều lúc nó dùng nhiều từ tôi hết rồi. Thấy ăn thấy có vị Yến chưa? Cả nhà, Yến á, ăn ban đêm rất là tốt. Nhưng mà Nga không dám bỏ collagen vô quý vị. Tại mọi người biết sao, cái collagen này nó khỏe lắm. Mình uống với nhiều người mà uống yến, ăn yến ban đêm rồi uống cái này nữa, Nga sợ là hả, nó bổ, nó năng lượng quá, nó không hấp thu, rất là uổng. Nên mọi người uống cái này mà vào buổi sáng nha Nga. Cứ buổi sáng đó, ngủ dậy uống một ly nước lọc, xong rồi 15-20 phút sau làm một ly cốc nước gì nè. Bỏ hai muỗng một hũ này, mình uống đúng một tháng quý vị. Mọi người uống một ngày hai muỗng cho Nga thôi. Nga đảm bảo mọi người, nửa tháng thôi là mọi người thấy cái cơ thể kết cấu người mình nó khác hoàn toàn luôn, nó rất là tốt luôn. Đây mọi người thấy không, Nga uống nè, mấy tháng nay Nga uống nè, Nga thử sản phẩm Nga uống mà mọi người cái cơ mặt Nga, cái da mặt nó săn chắc, người nó săn chắc, nói chung là nó rất là khỏe luôn và nó rất là tốt cho cơ thể mình. Mà cái này là sản phẩm collagen, này là collagen, này là của Pháp nha quý vị, từ Pháp, The Paris đem về. Nên mua, lúc đầu Nga cho mọi người trải nghiệm thì mọi người mua 2 được tặng free ship, nhưng mọi người mua 2 hộp 88 đồng một hộp và được free ship mọi người. Cái này có thể nhập ship được qua Úc, qua Canada, qua châu Âu, qua thoải mái, và cũng có thể nhập ngược lại trở về Pháp cũng được. Cái này là làm bằng da cá tuyết nha quý vị. Nga đẹp quá. Đẹp là nhờ ăn yến với lại uống collagen đó quý vị. Thật sự là từ ngày Nga uống collagen giờ Nga rất là tự tin luôn. Thật sự đó, cái hàm lượng collagen này nó là 100% không pha, từ da cá tuyết, cá thiên nhiên nha quý vị, chứ không phải là cá, mà không phải cá nuôi, mà là cá thiên nhiên, đánh bắt thiên nhiên, chứ không phải là cá nuôi nha quý vị. Và họ lọc từ trong cái da cá ra để ra được cái collagen này nè, nó cực kỳ tốt mọi người. Phải công nhận là từ ngày Nga uống cái này, Nga rất là thích. Và sản phẩm này độc quyền của bên Thúy Nga Channel, và có hình của bà Thúy Nga phía sau đó, và có cái lá cờ của Pháp mọi người thấy chưa. Để Nga coi á, tuần tới mà ổn ổn ship hàng được về Việt Nam Nga sẽ ship nha. Hiện tại không ship được mọi người, ship là hàng đứng hết nên Nga không dám ship về. Cái xương khớp này mọi người, cái sản phẩm xương khớp này trời ơi quá trời người thích luôn. Nga nói họ cái sản phẩm này về Việt Nam giống như là ai cũng mê đó. Lúc đầu người ta mua một chai thôi, nhưng mà mua người ta uống tốt quá, uống lên luôn, mua 3-4 chai, 5-6 chai luôn. Còn cái mỹ phẩm này là lần đầu nè, là Nga bán cũng có đem về một ít thôi. Bây giờ cũng nhiều chị ở Việt Nam bắt đầu thích cái sản phẩm kem nám này quý vị. Nguyên muốn đòi mua nguyên combo không à. Mà bây giờ là Nga đang thích nhất cái sản phẩm này nè cả nhà. Cái chai trẻ hóa này nè, phải công nhận nha. Phải công nhận là những cái người mà báo cho Nga cái sản phẩm này á, là Nga mới công nhận là nó quá tốt. Cái kem nám đó mọi người xài á, cái da mà nó sáng trắng lên đúng không? Còn cái chai trẻ hóa này nè, bây giờ Nga bắt trước mấy chị khách của Nga đó, một ngày Nga xài 2 lần. Chị muốn đặt đặt thử liên lạc của em hay. Chị muốn đặt cái gì? Chị đặt, chị nhắn tin cho em đi, 2792798999 đó chị. Cái chai trẻ hóa này mọi người, một ngày giờ Nga xài 2 lần. Mà mỗi lần mà Nga ban ngày nha, Nga cũng bôi luôn. Tại vì mấy chị cứ chỉ bôi chỉ khen quá là mình cũng bị tò mò đó. Chị nói là chỗ có 2 ngày cái da mặt chị nó khác luôn Nga. Thì Nga thích quá, Nga cũng bắt chước Nga bôi. Cần Thơ xin chào. Rồi Thúy Nga xin chào. Thì á, mọi người biết không, ở mấy chị khách của Nga chỉ xài một ngày 2 lần.
Chị khoe là tốt lắm nha, xài cái da 2 ngày là nó khác biệt hẳn luôn. Thì Nga cũng bắt chước Nga xài, mà thiệt sự bữa giờ Nga xài cái này nè. Thực ra Nga không có nám nhiều quý vị, nên là Nga bây giờ Nga tập trung vô Nga xài cái này. Sáng ngủ dậy bôi một rửa mặt sạch sẽ, bôi chút serum, xong Nga bôi cái này, xong Nga bôi cái chai chống nắng, Nga đi ra đường thôi. Trời ơi, mà mặt mơn mởn căng mịn rất là đẹp luôn đó. Mặt nó y chang như mặt nhìn đâu quý vị. Còn ban đêm á là rửa mặt sạch sẽ xong đắp mặt nạ, đắp miếng mát á, hộp mát vẫn mua 2 tặng 1 nha. Mát miếng á, một hộp 10 miếng. Ai mà xài SK2 rồi á, xài cái sản phẩm mà alo nha. Ai vậy? Xương khớp bao nhiêu vậy em? Xương khớp 144 đồng 3 chai. Một set 3 chai, mọi người chỉ còn uống 3 chai cho Nga thôi. Uống thử đi, thấy tốt mình mua tiếp. Nga không phải cái kiểu mà buôn bán như những cái gì mà trên mạng. Ồ, sẵn đây Nga, Nga nói mọi người cẩn thận nha. Trên mạng online bây giờ nó lường gạt kinh khủng luôn. Hôm qua có một cô khách, cô đến tiệm Nga mà cô khóc. Cô nói con ơi, cô mua đồ trên mạng, sản phẩm kích mọc tóc của con, nó lừa cô, nó bắt cô trả hết hơn 5.000 đô. Rồi tới bây giờ là cô bị giống như giờ cô mới biết là cảm giác cô bị lừa rồi. Rồi giờ cô đến đây con có giúp được gì cho cô hay không? Thật sự Nga nghe câu chuyện Nga nói thật sự cái này con thấy nhiều người bị lắm rồi. Ai cũng bị mà tại sao lại bị dễ dụ như vậy á quý vị? Có nghĩa là có thể gieo cho nó liên tục tiền, nó cứ nói gieo tiền là gieo, xong tới kỳ gieo xong nó ngồi tổng cộng ra trả hết 5.000 mấy tiền sản phẩm kích mọc tóc. Kem gì em? Hàng của Đài Loan. Sản phẩm bộ kem nám của Thúy Nga là hàng của Đài Loan quý vị. Siêu trị nám luôn, có nghĩa là những người mà bị nám á, xài là hết nha quý vị. Nám loan á, xài là hết. Mà những người mà nám chân sâu á, nám là nám trong máu thì Nga xin một thời gian. Xài thêm một thời gian và kết hợp uống cái collagen này vô đi. Cái collagen đó mọi người biết nó vừa làm sáng da nè, nó vừa làm chắc móng tay nè, nó vừa làm tóc tai mọc nè, nó vừa làm khỏe và nó làm cơ thể mình săn chắc, và những cái xương khớp của mình á, cơ địa của mình nó sẽ khỏe mạnh lên và nó tăng cường những cái chất bổ trong cái cơ thể của mình. Cái người phụ nữ hoặc là người đàn ông á, tới trên 30 tuổi lúc đầu cơ địa mình nó yếu rồi, nó sập sệ rồi, mọi người phải uống bồi bổ cái collagen vô trong người, cho người mình nó bớt nhão, bớt sệ, bớt xấu xí mọi người. Mà nếu mình uống cái sản phẩm collagen này mỗi ngày á, mình chơi thể thao nữa thì nó càng khỏe mọi người. Mà nghe đồn á, cô collagen này là nó tốt cho sinh lý phụ nữ và đàn ông luôn á. Nghe đồn là vậy đó, mấy chị nó rồi Nga ơi, uống collagen là cái thể lực mình nó rất là khỏe đó nha. Đây, nhà vẫn có bánh bột lọc nha. Có bánh bột lọc nè, có chả ốc, có sầu riêng Mã Lai, sầu riêng Việt Nam, có xoài Thái và bưởi. Bưởi cuối tuần này sale 85 đồng một thùng thôi. Trời ơi, em kể mọi người cái chuyện mà lừa. Trời ơi, em nghe cái cô đó hả? Cái cô hôm qua cô tới tiệm hả con? Trời, cô bị lừa mà giống như nhẹ như lông hồng quý vị. Có nghĩa là cô gieo liên tục cho người ta và tổng cộng cô mất trên 5.000 đô. Rất là tội mà cô đến mặt cô sát sơ. Mà chỉ là mua sản phẩm kích mọc tóc quý vị, trên mạng bán online. Bởi vì Nga kể mọi người nghe. Con thích ăn sầu riêng không? Ừ. Trời ơi, nãy giờ bà ra đang ăn sầu riêng hả? Đây, sầu riêng đây, con dám không? Ừ. Ra ăn cái nho này, nho ngon. Mì nho ha. Có sầu riêng không? Có chứ. Con lột đây, cô ăn. Mọi người cho em bình tĩnh chút xíu. Lột ra hết luôn nha cô. Hay lột nữa. Xoài á, vừa rồi không, con lấy ra hết luôn để cho người ta thấy cái xoài, cái sầu riêng nó ngon nè. Nè mọi người. Đây là sầu riêng Việt Nam 120 thùng. Đó, sầu riêng Mã Lai hết rồi. Tại vì á, hôm nay không có ý rồi. Để ăn cho mọi người nha. Con ăn đây. Mọi người cho Nga ăn một chút xoài. Tuần trước xoài về cuối mùa rồi, cũng có thùng á, trái nó to.
cũng có trong đó có trái nhỏ, nhưng mà Nga vừa nói với Pham á, cố gắng tuần này là tuần cuối cùng xoài về cho Nga thùng ngon ngon để Nga bán cho khách, nhiều lúc họ khó chịu. Mà thiệt sự Nga nói như cả nhà nha, Nga bán trái cây và Nga không có lời đâu, bán cho vui rồi, bán cho vui chứ không có lời về cái mảng trái cây. Nhất là hàng mà ship đi họ bị mất nữa đó nha, rồi nó delay mấy ngày rồi cái đến nó hư, rồi mình phải vui vẻ khách hàng là mình phải đền bù chút xíu, chứ thật ra delay đâu phải lỗi của Nga đâu. Mà Nga kể mọi người đó, Nga bán hàng Nga rất là rõ ràng với khách hàng, có nghĩa là đôi lúc hàng delay thì Nga nói thôi du di. Mà có một loạt đó Nga mất mấy chục cái thùng hàng luôn mọi người. Năm nay Nga mất hàng trái cây nhiều lắm, thì mình chịu đâu có nổi, một buổi sáng ngủ dậy tự nhiên mình mất 4-5 ngàn đô luôn, và chỉ tiền trái cây thôi. Thì nhiều lúc mình thương lượng với khách hàng, mình nói đây, Nga nói chứ chị bây giờ em mất trái cây nhiều quá, mà thường á tụi em á, những cái nơi khác họ sẽ không đền bù gì đâu, nhưng mà em vẫn sẽ đền bù một thùng trái cây, tiền thùng trái cây khác cho chị. Nhưng mà nếu có ship lại á, thì chị trả phụ em cái tiền ship nha, chứ em không trả nổi tiền ship. Tại ship, cái tiền ship họ, cái những người họ làm hàng họ lấy rồi. Và cả nhà biết không, và Nga nhiều lúc cũng xui gặp cái nhóm họ làm cái label không có tốt á, họ làm mất mình mấy chục đơn hàng xong họ trốn mình luôn, họ tắt máy họ trốn mình luôn. Thì giờ là mình đứng đây, mình đứng mũi chịu sào, thì mình nói với khách hàng. Mà có nhiều khách hàng họ vui vẻ, tụi nó ok thì em ship lại cho chị cũng được. Có nhiều người nói thôi gì, Nga nói là thôi, nếu em, nếu một là em đền tiền, hai là em đền lại trái cây, ba là em sẽ, chị mua cái sản phẩm gì đi, rồi bưu điện á, bưu điện thì không bao giờ bị mất hàng nha quý vị. Bưu điện mà mua mỹ phẩm, dầu hay gì, ship 3-4 ngày không bao giờ bị mất. Thì em sẽ du di trừ cái tiền trái cây đó qua và em sẽ ship lại cho chị. Và nhiều lúc cái tiền shipping á, em tặng cho chị luôn cũng được, để cho mình vừa lòng nhau. Vậy chứ nhiều người người ta không vui lòng á quý vị. Người ta giống như người ta có cái cô kia kìa, trời ơi, ship mà cũng mua có 2 bịch măng cục và có 50 đồng. Với lại ship mấy đồ mà cổ ở cái chỗ nào đó của người già đó, thì người ta đến nơi đó người ta giao hàng quý vị, mà không ai mở cửa cái chỗ đó, thế là cái đồ đó họ bưng đi. Thì Nga mới nói cô là giờ cô chạy ra bưu điện, cô lấy cái thùng hàng đó về giùm con đi, chứ giờ măng cục mà ship như vậy là cô không nhận được, là nó sẽ bị hư. Cô nói giờ cô đi đâu được con, cô đâu có xe đâu đi. Rồi cái cùng cái thứ bảy nó giao không được, cái chủ nhật nó ngưng, thứ hai nó mới giao, thì cái bịch măng cục nó cứng ngắc rồi. Rồi bà 1, 2 bà bắt Nga là phải đền lại 50 đô. Nga nói cái này không phải lỗi tại con, bây giờ con có bồi thường cho cô, tại giờ con nói cô đi lấy, cô không chịu lấy, mà bây giờ người ta thứ hai người ta giao lại, con sẽ đền bù cho cô 30 đồng. Mà không chịu nha quý vị. Rồi ngày nào cũng chửi Nga, mà chửi nặng, chửi nhẹ, chửi mà dùng những cái từ mà gọi là giống như là mạt khác mình luôn á. Mà chỉ có mấy chục đồng nha, mà mình được liệt vô trong danh sách là lừa đảo luôn á, là nghệ sĩ lừa đảo luôn á quý vị. Ngon. Ngon. Sầu riêng ngon không? Sầu riêng Việt Nam ngon. Ừ. Như cái này là cái như trái. Như trái nhà Mã Lai nè. Đúng rồi, chắc Mã Lai á. Rồi cái lâu lâu cái Nga cũng bị gì nè, Nga cũng hay bị hớt hơ hải quý vị. Có nhiều cái đơn hàng, ví dụ chị đó chỉ tên là Nụ Hồng. Cái chị đó tên là Nụ Hồng là cái tiệm, xong cái bà cái bá tên là Nữ Nguyễn, thì hai cái tên Nụ Hồng với Nữ Nguyễn nó giống nhau quý vị. Thì cái chị Nụ Hồng chỉ mất hàng, mà cái chị Nụ Nguyễn chỉ không có mất hàng. Thì Nga khá hải, Nga thấy nụ nguyễn là mất hàng rồi, Nga đền bù xong rồi, cái chị Nụ Nguyễn mới nói ủa em sao em có đền bù cho chị hay là như nào, tại sao rồi Nga mới nói mất hàng rồi, giờ em là em trừ cái tiền ship ra rồi giờ em đền bù lại cho chị. Thì cuối cùng á, nhiều lúc người ta lên ta nhắn trên như chắc trên YouTube, người ta nói ồ Thúy Nga buôn bán kỳ giống như lừa vậy đó, tiền hàng thì chưa có ship tới mà tại sao á lại trừ tiền ship ra. Rồi cuối cùng sau này Nga check lại thì Nga phát hiện cái đơn hàng đó của chị đó Nga chưa có ship quý vị. Nên Nga sorry chị quá trời, Nga nói thôi sorry chị, tại vì nhiều lúc đơn hàng những cái tên người ta giống nhau quá, cái em nhìn không ra, em lại tưởng Nụ Hồng với Nụ Nguyễn là nó giống nhau. Thế là cuối cùng Nga ship lại cho chị thì thôi. Đó, vậy chứ đôi lúc cũng bị khách
người ta không vui đâu quý vị. Em buôn bán hàng á, em lời không nhiêu nhưng mà em vẫn bị vô danh sách là nghệ sĩ làm tào lao hay là bị giống như bị gạt nha. Cái này em kể cái câu chuyện này cho mọi người mới biết là người ta ở trên online người ta gạt cỡ nào, kể ra cho mọi người cẩn thận nha. Phải cẩn thận. Yến ngon quá. Ăn trên yến nó khỏe lắm. Mỗi lần ăn yến á, ngủ rất là ngon mọi người. Đây cả nhà. Đây là hộp chân yến nha. 280. Bây giờ còn 2 hộp thôi, khoảng 18 này mới có hàng. Và đây là yến đông trùng hạ thảo. Muốn ngủ ngon á thì mua cái đông trùng hạ thảo này, một thùng một hộp như vậy 6 hũ 42 đồng. Mọi người mua 3 hộp yến đông trùng hạ thảo, 3 hộp yến sâm thì sẽ được free ship nha cả nhà. Bây giờ yến họ không có, họ không có tặng nữa. Họ không có tặng một hộp nữa nhưng mà là Nga sẽ tặng ship cho mọi người nha. Mọi người cho Nga nói chuyện chút xíu đi rồi Nga sẽ. Đây là yến sâm cả nhà. Yến đông trùng mới nãy thì là mình ngủ ngon. Ban đêm á, nếu những người nào mà làm biến chân yến như Nga thì là mua cái này đêm uống ngủ ngon. Còn yến sâm này là uống ban ngày nó khỏe nè. Mọi người mà muốn khỏe thì uống ban ngày nha, đừng có uống ban đêm. Yến sâm này là yến sâm Hàn Quốc quý vị. Uống rất là khỏe luôn. Trời ơi, ngày nào Nga uống yến sâm là Nga cảm thấy năng lượng Nga nó rất là dồi dào luôn. Đó, đêm uống là thức luôn tới sáng nha, đừng có uống ban đêm. Đó. Rồi cái yến đường phèn này nè mọi người. Mua 5 tặng 1. 36 đồng nhưng mà Nga còn có một thùng hàng thôi là đã chấm dứt và qua cái đợt tới sẽ không còn tặng nữa. Tại vì cái tặng này là công ty họ hết tặng nhưng mà cái đợt hàng của Nga vẫn còn thì Nga vẫn tặng. Nhưng mà công ty họ không còn tặng nữa nha quý vị. Cái này 36 đồng một hộp và được tặng một hộp. Rồi. Nhưng mà cái này phải trả tiền ship nha cả nhà. Yến đường phèn phải trả tiền ship tại tặng quà rồi. Đây là cái chân yến nha. Chân yến là nó phải vụn vụn ra quý vị. Cái tổ yến mới nãy thì là cũng còn có mấy tổ thôi, chân yến thì cũng còn hai hộp. Còn táo nữa. Đây. Chân yến nó vụn vụn nè quý vị. 10 ký tổ yến mới được 1 ký chân yến thôi. Mà cái chân yến này là mọi người phải ngâm 5 tiếng hồ. Ăn nó sực sực giòn giòn, nó rất là ngon luôn. Nó rất là ngon nha cả nhà. Đó. Trời ơi, sản phẩm kích mọc tóc này của Nga nè. Trời ơi, nó chạy. Con ơi. Ủa con làm hả cô làm. Cái sản phẩm kích mọc tóc này của Nga nè quý vị. Nó chạy mức độ mà không có kịp hàng để bán. Có nhiều người họ nói chứ Nga ơi chị mua một chai được không? Không, Nga không bán luôn. Tại vì một chai xài nó chưa có đủ cái liệu trình, nó không đủ cái hiệu quả của nó. Làm ơn dùng cho Nga 3 chai mà Nga đã tìm cách làm sao mà sản phẩm tốt nhất mà rẻ nhất, giá cả phải chăng nhất mà tốt nha quý vị. Nó phải ngưng rụng tóc và nó mọc tóc lên. Vậy chứ nhiều cô còn con ơi cô mua một chai thôi được không, rồi xài mọc rồi mình ngưng mình không xài nữa. Trời ơi mấy cô ơi, mấy chú ơi, mình xài mình đừng có tiết kiệm quá. Thật ra mình đâu có được như ý đâu. Như con nè, con xài mà ví dụ như kem dưỡng da xài mỗi ngày thì giờ tóc gì gội đầu xong mình cũng phải xài serum, mình xài mỗi ngày. Tắm xong mình muốn da dẻ mình đẹp mình phải bôi lotion mỗi ngày. Ok. Mà có 114 đồng 3 chai thôi. Chị Thúy Nga xinh đẹp, cảm ơn em. Đó, Nga bán có 114 đồng 3 chai quý vị. Nên thật sự sản phẩm rất là tốt và bán rất là chạy. Ở ngoài đó các cô, các chị mua hả 1.400 một bộ quý vị. Mà xài không mọc tóc nha. Mà còn lường gạt người ta nữa luôn. Để chút xíu nữa kể chuyện. Cho em ăn miếng cho bánh kẹp rong biển. Tối chưa ăn, đi ăn tiệc chưa ăn quý vị. Kẹp hạt rong biển quý vị, một bịch với là 12 miếng mà có 9 đồng bịch rồi, trời quá ngon. Rẻ. Quá rẻ luôn á. Quá rẻ. Mà rất là ngon, cái này là chùm ruột muối ớt có 6 đồng thôi. Quá rẻ.
À, mặn cầu muối ớt này, cái này là món bắt miệng nhất đây, có 7 đồng thôi. Quá rẻ. Mứt mặn quý vị, mặn khìa chanh muối có 10 đồng thôi. Rẻ chấn động. Rồi rẻ chấn động luôn. Chấn động đi con. Rồi. Gì nữa? Tiểu đường mọi người, 3 chai, ổn định lượng đường có 3, mình mua 3 chai có 120 đồng, bữa hôm là 48 đồng chai đúng không? Nay là có nhà bán rẻ cho mọi người. Rồi, cặp dầu xanh đỏ của Thái Lan này nè mọi người. Chống đau nhức và chống đột quỵ. Giảm đau nhức, chống đột quỵ rất là tốt. Cả nhà cho em ăn một miếng này đi rồi em sẽ kể cái câu chuyện cái cô khách cổ bị lừa như nào nha. Hôm nay la nhanh rồi đi xuống. Cảm ơn. Trời bữa ngon quá. 85 đồng thùng. Sáng hình như là vẫn còn cái lịch ship overnight nha. Mọi người ship overnight á, làm ơn ship sầu riêng Mã Lai thôi. Đừng dùng cái ship sầu riêng Việt Nam. Sầu riêng Việt Nam á, nó trái nguyên á, nhũn lên mùi á, trời này nóng á. Tụi gái nó hay quăng hàng mình lắm. Đây cả nhà. Đuổi ra xanh ăn cho ốm. Xoài 60 một thùng. Mua 2 thùng còn 101 thôi. Cuối mùa rồi. Ủa con thích ăn bưởi rồi. Đâu con ăn rồi, sáng giờ con ăn quá trời giờ hơi nghe. Ăn gì? Tôi nói ủa sao dĩ bưởi trong tủ lạnh thấy đâu. Phải gọt thêm trái mới đó. Đi hồn hà chứ gọt. Tôi đang tính like cái dĩa đó, tôi nói mở ra tôi nói ủa không còn một miếng. Đây, cái thanh kẹp rong biển này ăn diet quý vị. Nó có 5 loại đậu, có 5 loại hột là hột dưa, hột bí đỏ, hột điều. Có thấy đâu mà múa quá vậy. Hột rồi, ủa có nguyên sa hả? Nguyên là nguyên sa hả? Rồi, có hột ốc, có hạt ốc chó, có gạo lứt quý vị. Cái này là ăn kiêng, không mặn, không ngọt. Ăn rất là ngon mọi người. Cái món này nha, ăn mà nghe cũng ghiền luôn á. Rất là ngon. Tươi xôi xôi ấy. Tươi đói đói mọi người. Cuối tuần bán là 85 đồng thôi nha. Nho thân gỗ cả nhà sáng nhớ đặt nha. Không có hàng đâu. Bán chơi cuối tuần kêu ngon. Ngày nhà để số nó không bị bóng rồi, còn hôm nay bị bóng loáng rồi. Ngày nó hết bóng rồi. Rất là ngon. À, ngon không? Cái hạt bí đỏ không? Rất ngon không? Hôm nay không ăn bánh bột lọc với chả ốc. Tại về dội quá, không có hấp nữa. Mà thường bánh bột lọc chả ốc là hết cuối tuần. Ngon. Rồi. Thì ăn cái gì đây? Cho ăn mấy mứt mặn. À cái gì đó, mứt mặn cầu mứt ớt thôi. Cái này ăn bắt mọi người nghe, để trên xe là nghe ăn hết cả hũ luôn. Rất là ngon. Chút xíu nữa nghe sẽ nói lại cái sản phẩm kem nám cho mọi người xài nha. Kem nám Đài Loan. Trời ơi, nó tốt lắm mọi người. Cái công ty mỹ phẩm này nó có 40 năm ở tại Đài Loan rồi. Nên sản phẩm nó xài phải nó
Nó bán mà nghe rất là tự tin. Thứ nhất là nó vừa rẻ mà nó vừa tốt. Một cái combo đó, một cái combo đó mọi người biết không, có 700 đô thôi, mọi người được free ship mà còn được tặng thêm một cái hộp mận chanh muối này nữa mọi người. Free ship mà tặng thêm cái hộp mứt mận chanh muối, mọi người thấy đã không? Rẻ dễ sợ không? Mà lại hết nám. Có nhiều chị khách nha, nó trội nha, chị xài có những hộp nám ở 500-600 đô cả ngàn đô mà nó không hết nám, không biết sao sản phẩm em chị hợp díu quá. Chị xài nó hết luôn. Em nhớ bán sản phẩm này giùm chị nha, em đừng ngưng nha. Cái xương khớp này mọi người, đau bì tê nhức, đi không nổi. Xương khớp nó đau nhức và nó bị khô khắp gối, mọi người đi mà nó kêu rột rạc, đau nhức đi đứng nổi nhất là mấy chị mà làm neo, những người mà làm cái nghề ngồi nhiều á, phải uống cái này. Cái này thật ra nó là sản phẩm của Mỹ, FDA approved, mà nó là dược thảo, nó không phải thuốc tây, nên mình uống không bao giờ nó bị một cái tác dụng phụ gì hết á, nên mọi người không có bị đau bao tử luôn. Ngay cả cái blood sugar này, tiểu đường này của bên Nga cũng vậy nè, nó không có một cái tác dụng phụ gì hết. Và uống vô nó rất là khỏe mọi người. Và nhất là cái tiểu đường này nè, cái lượng đường nó sẽ giảm. Mà nếu mà mình giảm nhưng mà mình phải biết điều tiết nha, chứ không phải là giảm cho mình ăn bất thường bất hình thì nó đường nó cũng thể lên lại thôi. Nhưng mà nó ổn định cái lượng đường này cho mình và nó rất là ok luôn. Nga bán cái này thực sự là Nga không có quảng cáo mạnh, tại vì có những cái chị đã dùng cái sản phẩm này của bên Nga rồi, bây giờ chị ổn định, chị vẫn muốn duy trì, thì chị cứ điện thoại Nga ơi, chị muốn mua cái tiểu đường. Cuối cùng là Nga phải có một loạt về để cho những cái người khách quen họ cần á. Mà thật ra bên Nga bán rẻ quý vị, chứ không bán là có nhiều người bán bắt mua cái chục lọ xong rồi cả ngàn đô luôn, nên là họ rất là mắc. Mà ngay cả xương khớp như vậy, ngay chỉ cho mọi người uống thử 3 lọ có thấy ok không thì mình xài, chứ không có cái kiểu mà ép người ta mua một liệu trình cả chục lọ đồ như những cái nơi khác ha. Thì đây nghe kể mọi người nghe, đây nghe bán cái sản phẩm kích mọc tóc này nè, nó cực kỳ tốt nha. Tại sao mà nghe ra sản phẩm tóc này mọi người biết sao không? Trước đây á thì nghe là nghệ sĩ mà nha, hay được mấy cái nhãn hàng quảng cáo đồ, họ mời mình quảng cáo và mình đi quảng cáo những cái sản phẩm cho người ta. Thì khi nha làm YouTube á thì có những cái câu chuyện gì mọi người biết không, mà người ta bị một cái gì á mà dạng là gạt trên online á, là những cái người đó họ hay gọi điện thoại cho Nga. Tại vì giờ Nga cũng làm YouTube mà mọi người biết rồi đó, là Nga có số điện thoại, thì người ta mới kể cái hành trình người ta bị lừa gạt sao. Thì từ đó trở đi bây giờ Nga có một cái lời hứa luôn, không bao giờ Nga quảng cáo cho tất cả ngân hàng, dù họ có trả tiền cho mình bao nhiêu đi chăng nữa Nga cũng không bao giờ Nga nhận tiền quý vị. Tại vì á Nga cảm giác là giống như họ mượn mình ra để họ lừa gạt khách hàng quý vị. Mà cả nhà biết Nga ở Mỹ này nè, Nga rất hiểu những cô chú lớn tuổi đây đâu có tiền nhiều đâu. Ví dụ như buôn bán một cái sản phẩm về thuốc men rồi đi, thì mình cũng bán, nhưng mình bán cái lương tâm, mình bắt người ta mua vài lọ thôi. Người ta kêu người ta mua vài lọ, đằng này ép người ta mua cả chục lọ quý vị. Rồi sau đó uống chưa có hết cái gì trơn là đã dụ qua một cái loạt sản phẩm khác nữa. Nói giờ cô phải bổ sung này bổ sung kia rồi. Cả nhà biết không, tưởng tượng không, bán cho một khách hàng mà cà thẻ người ta được từ 2,000 mấy tới 3,000 đô mà chỉ có vài lọ thuốc thôi, và bắt người ta mua một chất đống đầy nhà luôn. Và cả mọi người tưởng tượng mà người ta uống, có nhiều người đâu phải thuốc, đâu phải ai cũng hợp đâu. Ví dụ như có nhiều người rất hợp sản phẩm này, nhưng mà có nhiều người họ không hợp, nên là mình chỉ cho họ ở một cái mức giới hạn là vài lọ để họ thử có ok hay không.
những cái cô chú đó bị lừa gạt nhiều tiền quá, thì hồi đó Nga là người đi quảng cáo cho cái những cái sản phẩm đó mà, thì người ta đâu có đi tìm được cái công ty người ta mắng vốn. Nga tưởng, người ta tưởng Nga bán không à, người ta điện thoại cho Nga, người ta cầm len quý vị. Con ơi, sao cái sản phẩm bên con á bán gạt cô á, lấy tiền cô quá trời, con nói sản phẩm nào cô? Cái người ta mới đưa cái tên sản phẩm ra, Nga mới tá quả mình luôn. Thì lúc đó Nga đang còn trong cái kỳ hạn của hợp đồng quảng cáo. Có những người là Nga giúp họ quý vị, Nga điện thoại lại thẳng cho cái công ty luôn. Nga cũng làm việc trực thẳng cái công ty mà Nga làm việc qua cái trung gian mà người ta mời ta Nga quảng cáo. Nga nói bây giờ em giúp giùm chị, em trả lại tiền cho những cái cô chú này giúp chị. Thứ nhất, sản phẩm người ta uống không bớt mà em bắt người ta lấy một loạt mấy chục lọ. Rồi bây giờ người ta cà thẻ người ta mấy ngàn đô, em biết tiền người già đây người ta ăn được bao nhiêu tiền già, mà tại sao mình mà dụ dỗ người ta một cách trắng trợn như vậy? Thì là nếu Nga còn nói, Nga nói Nga thẳng, nếu mà bên công ty nó không trả tiền, chị sẵn sàng chị lên live stream và chị xin lỗi khách hàng là chị đã đi quảng cáo sai sản phẩm và đã làm ảnh hưởng cho các cô chú, thì lật đật cái công ty họ có trả tiền cho những khách hàng đó nha quý vị. Và sau đó là Nga bắt tháo clip tất cả sản phẩm quảng cáo. Bây giờ những cái gì mà Nga quảng cáo trên mạng là Nga bắt những cái công ty đó gỡ xuống hết. Tại vì Nga thấy là họ bán không có lương tâm. Nói thẳng là gì, bán không có lương tâm quý vị. Bán mà cô chú, mấy cái người bán đó là người đâu mà nói tiếng Bắc quý vị. Có nhiều lúc nó gọi lộn vô máy Nga luôn. Chào chị, em là tôi là bác sĩ muốn tư vấn về tình hình sức khỏe chị. Trời ơi, mình nói trời ơi, tôi đi quảng cáo cho ổng mà ổng còn cần dụ tôi mua thuốc ổng luôn mới ghê chứ. Xong rồi từ ngày giờ là Nga thề luôn là không bao giờ Nga dính tới cái quảng cáo gì. Mà có nhiều cô chú á nói chú bị gì, cô bị gì, thì tất nhiên mình phải tìm cách làm sao có cái sản phẩm tốt mà lại rẻ, mà để cho các cô chú xài thử, try thử coi có ok thì mình mới ấy. Có nhiều người đâu phải là cái sản phẩm nào họ cũng hợp quý vị, họ có duyên với sản phẩm này, họ duyên sản phẩm kia. Nga thì được cái Nga cũng hơn, Nga làm sản phẩm nào tánh Nga hơi kỹ, nói nào Nga tánh Nga rất là kỹ. Nga coi sản phẩm nó hàm lượng có tốt hay không tốt, mà phải tốt nhất Nga mới lấy nha. Hoặc những sản phẩm thì có nhiều người mua nó, trời ơi công nhận Nga mát tay ghê, bán mấy sản phẩm nào cũng ok hết trơn á, chị xài rất là thích luôn, chị rất là thích mấy sản phẩm của bên em. Thì rồi tới cái sản phẩm mọc tóc. Rồi Nga kể mọi người nghe tại sao mà Nga ra sản phẩm mọc tóc này. Tại vì Nga thấy á, bây giờ tứ tung ở trên mạng cũng bán cái mọc tóc, nhưng mà thứ nhất không mọc tóc thì mình đã không nói rồi, nhưng mà họ bán quá mắc. Họ bán quá mắc quý vị, mà họ gạt người ta lấy tiền quá nhiều luôn. Điển hình hôm qua có một cái cô khách, nhưng mà cô này không phải là cái cô đầu tiên mà Nga chứng kiến nha. Có nghĩa là rất là nhiều người bị gạt mua hàng online trên mạng á, trả mấy ngàn đô đó, cái đó mới gọi bị gạt á. Nga đây nè, bán buôn á, nhiều lúc có mấy chục đồng, mà giống như là đó, như cô đó mua hai bịch măng cục món ấy là trời ơi, cô chửi mình mà chửi te tua luôn quý vị. Đằng này hả, có nhiều cái người họ bán hàng á, Nga kể mọi người nghe, trời ơi coi như là gạt, mà gạt cái cô đó trắng trợn luôn. Cái cô này là đích thân của lại tiệm Nga, của ngồi trước tiệm Nga, của chờ Nga. Thì Nga buổi sáng thường Nga không có ra tiệm, mà có anh siêu nhân, thì cổ mới nói là, anh hỏi là cô có mua hàng không, cô nói không, tôi muốn gặp Thúy Nga. Cái anh Nhân mới gọi Nga ra đi kìa, khách người ta chờ không biết có chuyện gì mà không mua gì hết trơn á, mà cứ ngồi nói chờ Thúy Nga không à. Xong mà Nga phải chạy ra để coi có chuyện gì xảy ra, mà đâu biết chuyện gì xảy ra. Cô mới nói cô ơi, cô giúp giùm cho tôi đi, tôi mua cái sản phẩm kích mọc tóc mà nó gạt tôi, cô ơi, nó bắt tôi mua một đống luôn. Rồi bây giờ đó tôi tổng cộng là tôi trả cho nó hết 5,000+ đô rồi, mà bây giờ coi như là tóc tôi thì không có mọc mà nó cứ hứa tới hứa lui. Mà bây giờ đó là cô có cách nào cô giải quyết cái mớ hàng mà nó ship về cho tôi nhiều quá, cô bán giùm tôi đi. Chứ bây giờ 5,000+ đô mà tiền đâu mà tôi có, mà bây giờ nó gạt tôi vậy. Thì cổ mới mở cái Facebook đó cho Nga coi. Nga ủa sao mà
có sản phẩm mọc tóc không mà cô làm sao mà cô mua mà sao mà tới 5,000 mấy. Thì cô mới tường thuật cho Nga từ từ. Đây Nga nói đi, Nga nói, Nga không có nói thẳng tên hãng nha, mà Nga nói đi cho những người mà bán hàng online. Trời ơi, làm ơn đừng có gạt người già ở nước Mỹ, người ta khổ lắm, người Mỹ người ta nghèo lắm chứ không có nhiều tiền đâu. Mấy anh chị ơi, làm ơn đừng gạt người ta nữa. Thế nè, anh Nga lưu là cô bị gạt sản phẩm tóc 5,000 ha. Hỏi ủa sao mà nick cô trả gì mà được tới 5,000. Thì cô nói lúc đầu là có mua một bộ sản phẩm kích mọc tóc. Nó nói nó bán cho cô 1,400. Một bộ một set 4-5 món thì đó 1,400 nha quý vị. Nhưng nói với cô là ôi con thấy cô già yếu quá, con thương cô quá, con giúp cho cô, con bán cô 700 thôi. Con nói với công ty rồi, công ty cho cô mua nửa giá thôi, thương cô lắm, trả 700 ship về một bộ. Rồi trong lúc vừa ship xong, người ta chưa kịp nhận hàng, bắt đầu dụ người ta tiếp nha quý vị. Cô ơi, cô ở bển giờ cô làm gì? Bây giờ cô già cả làm gì con, cô ăn tiền già rồi cũng ở nhà thôi chứ đâu làm gì đâu. Trời ơi, con thương cô quá, để con giúp cho cô kiếm tiền nha. Dễ lắm, con giao hàng cho cô, nhiệm vụ của cô á chỉ là giao hàng lại cho khách thôi. Khi mà khách mà đặt hàng rồi đó, cô chỉ việc giao cho khách và mỗi cái đơn hàng như vậy cô sẽ được 700 đô. Rồi, nghe ham không quý vị? Ham chứ. Tự nhiên cái giờ con giao hàng cho cô giao cho khách bên Mỹ giùm con đi, mỗi đơn hàng con lấy con gửi lại cho cô 700 đô. Trời ơi, nghe ai chả ham trời, quá trời luôn. Thì cái cổ mới nói sao, cách nào con? Nó bây giờ đó, con giúp cô trước trong tháng này cho cô thử kiếm tiền chơi thôi. Là con gửi qua cho cô 5 bộ sản phẩm tóc. Và mỗi bộ sản phẩm con chỉ lấy cô 700 đô thôi. Đó, em bán có 3 chai này nè quý vị. Có 114 đô mà nhiều khách còn nói sao mắc quá, mua một chai được không đó. Mà 3 chai này tóc mọc tua tủa nha. Mà người ta bán một set 700 đô nha quý vị. Mà còn báo là bán rẻ rồi đó, bán cho cô 700 thôi, khách khác con bán 1,400 lận. Rồi, cái mấy nói con gửi cho cô 5 bộ. Thì cô cứ ứng tiền trước cho con 5 bộ đi. Là cứ mỗi bộ 700 đúng không? Cái em bắt cổ gieo tiền. Nè quý vị. Đó, cô ơi cô ngủ muộn quá vậy à. Nó giọng giọng rất là của người Bắc nha. Đây, cô gieo tiền cho con đi, con sẽ gửi cho cô 5 bộ, bắt gieo 5 lần quý vị, mỗi lần 700. Đây, cô này cô gieo. Cô gieo 500. Đó. Đây em nói cho mọi người là cái hành trình mà lường gạt trên mạng nó dễ sợ lắm quý vị. Nên cả nhà nha, nhớ cẩn thận. Đây, đã gieo tiền cho cái bạn này tên là cái gì đây? Triều quý vị. Cái gì Triều đây nè, tôi cũng chưa được đọc cái Facebook nữa. Đây. Nè quý vị, trả 700 nha, mặt không mọc tóc, xài không mọc tóc. Xài không mọc tóc xong bắt đầu mới là gửi 5 bộ cho cổ, xong bắt cổ trả tiền. Xong, người ta nói tóc không mọc, dụ người ta mua thêm các thuốc men khác nữa, tùm lum la trơn. Nói là cô, tại vì cô lớn tuổi, cô yếu quá rồi, giờ cô phải xài thêm bổ sung này kia cho tóc nó mọc. Bắt cô mua thêm mớ nữa quý vị. Rồi, dạ vâng, con đã nhận được bill rồi cô ạ, à, để con báo cáo kế toán đối soát nhé. Đây. Con ơi, có chắc là đảm bảo rằng cô uống 10 hộp này là hộp cuối cùng tóc sẽ mọc không? Yên tâm, cô uống 10 hộp này nữa là bắt người ta mua thêm 10 hộp nữa là cuối cùng tóc sẽ mọc. Con thương cô nên là con đang muốn giúp cô và con muốn kiếm tiền cho cô nhọc nhằn. Nên là con tạo điều kiện cho cô bán sản phẩm của công ty. Đó, con rất là thương cô đó. Đó, rồi bắt cổ chuyển tiền nha quý vị. Này cổ chụp mà Nga nói thôi chụp gửi qua mà Nga cũng không biết cổ chụp gì ra. Cổ chụp gì Nga đọc ở đó. Rồi xong chuyển tiền xong, chuyển đóng hàng xong. Rồi không bắt máy. Kể từ đó là không có một đơn hàng nào mua quý vị. Cổ ôm một mớ hàng đó, 5
Ủa mua một bộ sản phẩm 700 rồi ha, rồi thêm 5 bộ sản phẩm 700 là mọi người tổng cộng nha nghe dùm được nhiêu tiền rồi đưa em coi coi. 700 mà nhân cho 6 bộ đi. Là có nghĩa cô đã tốn 4.200 tiền sản phẩm kích mọc tóc rồi nha bà con. Nó dễ sợ lắm. Mấy cha mấy mẹ đừng lường gạt người ta, tội lắm. Tôi nói thiệt rất là tội. Ở Mỹ này nè, nước Mỹ nhưng mà rất là rõ ràng, không có phải ai cũng giàu hết. Trời ơi mấy anh chị bớt lừa mấy người già bên này giờ, mấy em rất là tội người ta. Đây con ơi, đó mấy tháng trời nó nhận tiền xong nó trốn quý vị. Nó không có một cái khách hàng nào của nó. Trời ơi, cô ôm hàng mà nó đâu có khách hàng gì cho cô đâu nha. Rồi cô ôm hàng, cái cô điện thoại hoài nó không bốc máy. Mà lúc mà nó bắt đầu thuyết phục cô, ngày nào nó cũng điện thoại trơn á. Con không bắt máy nói chuyện với cô như trước kia. Con đành lòng bỏ cô xoay sở với cái số hàng trong tay sao hả Triều. Con ơi, trong vòng có vài tháng mà cô đã gieo qua cho công ty của con 5.000 đô. Một con số thật sự rất lớn đối với cô mà không biết bao giờ cô mới có thể lấy lại được. Trời ơi mà nó khôn lắm nha quý vị. Nó bắt gieo tiền á, nó gieo tùm lum số điện thoại trơn á. Cứ mỗi đơn hàng là một cái số điện thoại khác nhau nha. Nó ghê gớm vậy luôn á. Rồi đây nè, đó là nghe chụp được có nhiêu đây à. Mỗi này cái bạn này tên là cái gì Triều đây nè quý vị. Trời ơi cái Facebook bạn này nha mọi người, cẩn thận nha. Trời ơi Triều giữa Hà Nội nè. Nói chung là những sản phẩm ở trên mạng bây giờ mọi người mua phải cẩn thận, cực kỳ cẩn thận nha. Đừng có để cho người ta dù. Cái cổ mới nói nha, cô nói giờ con ơi, con có cách nào con giúp cho cô lấy lại tiền được không. Nghe mới nói thực sự giờ con đâu có cách nào giúp. Những cái người này con có biết họ là ai đâu. Bây giờ cô trả tiền thì cô ráng cô chịu thôi. Giờ cô coi trong bà con cô bác cô ai giúp giùm cô đi, mua mấy cái sản phẩm này cho cô rồi xong rồi á, rồi nói họ xài giùm đi. Cô nói trời ơi cô xài để còn quớt sao mà họ xài họ quớt mà họ dám bỏ ra 700 đô đó. Có nghĩa là mọi người biết một sản phẩm mà nó nói là bán có 700 đô thôi, nhưng mà nó giao cho cổ, khách của nó mà có mua nó sẽ nhờ cổ giao cho khách ở tại Cali và cổ sẽ được lấy 1.400 đô quý vị. Đang ăn say quá. Và sau khi mua 5 bộ xong, 6 bộ xong là nó trốn biệt luôn. Rất là tội. Em thấy tội cho cô này quá. Rất là xót xa luôn. Nên cả nhà đó, thật sự đừng có tin những cái gì trên online nhiều quá. Nga, con lấy cho cô chai nước. Cô đang bị sặc cái nước miếng. Nga đó, Nga bán hàng nha. Nga là người thật việc thật. Nga là người tự chốt đơn luôn. Mà mình đôi lúc mình sơ suất có một chút xíu thôi nha quý vị, là mình cũng bị mang tiếng là lường gạt rồi. Mà chỉ có vài chục đồng hay gì đó không vừa ý khách. Khách hàng nào mà mình chiều họ đúng ý á, thì họ ok. Mà khách hàng mà mình chiều họ không đúng ý á, thì họ liệt mình vô trong danh sách nghệ sĩ làm ăn cà chớn liền. Rất là rầu. Mà đó, Nga kể cho mọi người á, cái cách lường gạt trên mạng là nó lừa như vậy á. Nó lừa một lần là 5-6.000 đô chứ nó không có lừa ít quý vị. Đó mới gọi là lường gạt đó. Còn Nga là buôn bán nè, người thật việc thật. Nhất là ship trái cây dạo này nó mất hàng. Bây giờ thì nó đỡ lại rồi nhưng mà Nga nản quá. Đầu năm giờ mất nhiều quá rồi. Tính ra tiền trái cây từ đầu năm giờ mất á, cộng cộng nhom nhem vậy chứ cũng mười mấy ngàn đô quý vị. Nên giờ nó nản quá không muốn làm nó luôn. Mà bán trái cây đâu có lời. Bán là vui tại vì có nhiều người họ vẫn thích ăn cái trái cây. Nga ơi có sầu riêng không? Nga ơi có xoài không? Nga có măng cục không? Tự nhiên cái mình lại nghĩ thôi phải làm. Thế mỗi lần làm như vậy về là dù ăn ở Cali cũng sao mà khách ship đi có chuyện này chuyện kia là ví dụ họ nhận hàng sao mà họ mất hàng.
họ là họ quay ra họ họ truy vấn mình là giống như là mình làm tầm bậy bạ, chứ đâu biết là nhiều lúc mình ship hàng nó delay, là khí hậu thời tiết nó này nơi kia, bão tố gì chuyện gì xảy ra mình đâu có biết được. Nhưng mà khách hàng họ sẽ tìm mình, họ dày dò chứ không bao giờ họ tìm bưu điện, tại vì bưu điện là nó nhiệm vụ nó ship thôi, mà nó delay là do cái lỗi thời tiết. Nhưng mà thời tiết nó bị gì là cuối cùng tìm bà Thúy Nga ra chữ. Em nói cả nhà là nghe Nga rất là bị nhiều cô chú điện thoại, con ơi cô chú mua sản phẩm này sản phẩm kia mà bị gạt, mất hết mấy ngàn đô rồi, tiền mất tật mang, bệnh thì không hết thế này kia. Bởi vì Nga nói cả nhà, tại sao Nga phải đi tìm những cái sản phẩm thật sự? Nga thật sự không phải là người mà thích buôn bán nhiều đâu. Nhưng mà Nga thấy trên mạng nó cứ bị lừa như vậy, mà mình thì cũng không có can tâm á, kiểu như mình đứng nhìn mình chịu nổi. Thì Nga thấy nhất là những cái sản phẩm mọc tóc á, nhiều người ta bị tâm lý ở tóc rụng quá, bây giờ bao nhiêu tiền cũng phải mua, phải không? Miễn sao có tóc mọc được rồi, đó cái tâm lý khách hàng. Mà tâm lý khách hàng là bị gì nữa quý vị? Càng mắc tiền thì lại càng tin tưởng đó là đồ xịn. Đó, nó bị cái tâm lý như vậy á. À, cái sản phẩm này cả ngàn đô, 700 đô có nghĩa là rất là worth. Thiệt, nhiều lúc nghe báo, cô ơi sản phẩm con mua 3 chai 110 mấy đồng á. Trời ơi rẻ quá, hàng đâu vậy? Việt Nam cô, trời ơi Việt Nam chắc không có tốt thôi, cô không mua, xin lỗi con, cô mua rẻ quá, chắc nó không worth đâu. Không, đối với Thúy Nga, Nga làm sản phẩm á, vừa phải chất lượng mà vừa giá cả phải vừa rẻ, vừa phục vụ được cho những người nghèo, những người ít tiền, để làm sao người ta cũng xài được. Và những người khá giả ta cũng xài được. Người thế gian này người giàu thì rất ít mà người nghèo thì rất nhiều, người trung bình khá thì cũng càng nhiều nữa. Nên mình phải phục vụ cái đối tượng khách hàng là khách hàng bình dân quý vị. Nên á, cái sản phẩm kích mọc tóc Nga tại sao mà bây giờ nó chạy, nó chạy quá trời chạy mà không đủ hàng cung cấp, là thật sự nó quá rẻ mọi người. Mà nó được một điều là nó quá tốt, nó rất tốt. Có nghĩa là cái hiệu ứng của nó là mọi người mua lại rất là nhiều luôn. Có nghĩa là Nga ơi xài tốt quá, xài tốt quá. Chị không nghĩ là cái sản phẩm này nó work như vậy luôn. Tóc chị hôm nay ra quá trời luôn. Em ơi tóc chị rụng dữ lắm mà ngày hôm nay tóc ngưng rụng rồi, tóc mọc quá trời. Mọi người cảm giác không? Mình là bán hàng mà khách hàng họ vui vẻ như vậy mình rất là vui. Ngày nào mà mình ship trái cây đi, cái cây không bị này bị kia, họ báo cáo lại ho, họ chửi mình hay họ cầm lên là mình buồn dữ lắm quý vị, buồn dữ lắm. Khách người ta buồn một chứ mình buồn 10. Tại mình cảm thấy ồ mình làm ăn giống như là không có cái uy tín gì đó. Mình cứ dù khách hàng mà nhận hàng ok là mình có uy tín, mà lỡ mai không nhận được có nghĩa là mình mất uy tín quý vị, có nghĩa là lỗi là đổ vô mình hết. Có nghĩa là mất hàng là cũng do mình, trái cây hư là cũng do mình, chứ không biết là tại sao nó hư, cũng có thể nóng quá hoặc có thể ship hàng đi nó chậm quá, nó delay thì nó cũng không có ngon nữa quý vị. Nó rất là khổ tâm cho em luôn. Anh tại sao giờ này em bớt bán trái cây lại rồi? Em bán du cho khách Cali cuối tuần họ lại họ mua thôi, tại vì khi họ đến họ mua tóc hay mỹ phẩm hay là collagen hay xương khớp thì họ sẽ nói ơ Nga ơi hôm nay có trái cây gì cũng chị muốn mua thêm, thì Nga phải kèm thêm cái đó, mà kèm thêm cái đó có nghĩa là mình bán cho vui chứ không có cần lời. Tại vì mình biết cái đó là cái nem từ đầu của mình là Thúy Nga trái cây rồi, nên mình vẫn phải duy trì cái đó. Mặc dù bây giờ là nó không có còn ok, nó hot như ngày xưa bán sầu riêng á, chỗ mọi người bán thấy ham luôn. Khách người ta ăn mà Việt Nam mình bị cái cực ngộ. Cái hàng mẻ đầu vô, đánh hàng vô container hàng rất là ok. Mẻ thứ hai cũng còn ok, bắt đầu là thấy hot quá, nhập nhiều nơi yêu cầu nhiều quá. Là bắt đầu làm bậy quý vị, bắt đầu vô nhiều lúc sầu riêng dở là mình cũng mang tiếng luôn. Trời ơi chị Nga ơi, sầu riêng đường này dở quá, chị Nga ơi có mấy trái sượng hay này nọ. Đó là mình đã mệt mỏi rồi, là mình nản, mình không muốn làm. Thiệt sự là mỗi lần mà nghe tin mà trái cây bị này, đặc biệt Nga nha, Nga bán hàng mà về những mỹ phẩm hay tóc tai hay là thuốc men hay là xương khớp hay là ấy là yến là khen không á, cái lâu lâu bị trái cây là bị chê hay bị la làng thôi, bị delay hàng nhận được là ô. Còn tất cả những cái đồ bưu điện của Nga là không có cái nào mà người ta chê luôn á, có nghĩa là khen khen mà 90 mấy% là khen không á, có mấy phần trăm cũng khen là giống như ta nhận hàng là thôi ta im lặng cho ta không ấy, chứ còn đa phần là khen không.
Nhất là sản phẩm kích mọc tóc, là xương khớp với dầu Thái Lan. Với lại cái sản phẩm mỹ phẩm này là khen dữ lắm. Cái collagen này thì nó còn mới mẻ quá. Nó mới mẻ quá quý vị, nên là họ chưa có cái cảm nhận. Mà trong tháng mà có cảm nhận là Nga biết họ sẽ báo rất là nhiều. Tại Nga biết nó tốt lắm. Nga uống Nga biết nó tốt cực kỳ luôn. Cái cơ địa mình nó thay đổi hoàn toàn, mà nó khỏe mạnh lắm quý vị. Nó khỏe mạnh gấp bình thường những cái ngày trước mà mình chưa uống cái sản phẩm này. Mà mọi người biết cái collagen này Nga mới vừa về đó, Nga trải nghiệm đó, Nga muốn cho mọi người thử, nên là mua 2 hộp có 176 đồng mà tặng ship 20 đồng. Mà mọi người biết khi mà tặng ship như vậy á, cái thùng đó là mọi người có thể bỏ được mỹ phẩm, là bỏ được collagen, bỏ được cái gì người ta, bỏ được dầu, bỏ được xương khớp tóc rồi vô luôn. Nói chung là tự nhiên ship free được một loạt luôn. Cháu nó nghe em kể chuyện nó mệt quá, nó trốn em luôn. Nó xấu, nó nghe. Nó nghe cả nhà. Đây, thôi con cứ ngồi đó đi, không sao đâu. À, con ơi, con lấy cái lọ vi sinh cho cô đi con. Trời ơi, cái vi sinh này cô bị mắc nợ quá mà cô cứ quên hoài à. Cả nhà, vừa rồi em có nói về cái sản phẩm mà làm cho cây mọc tốt á, thì nó có cái vi sinh này quý vị, cho rễ ngắn với rễ dài. Cái chai này nó có 25 đồng à. Mọi người mà mua 4 bình này là ship có 20 đồng thôi. Thì mọi người mua đi xài rất là tốt mọi người. Cái cây nhà Nga nó chết ngắt luôn á, gì mà Nga tưới nó vô mà nó sống lại mới ghê chứ. Tưởng là quăng thùng rác rồi đó, vậy mà nó sống lại. Cây rễ ngắn là chơi cây hoa quả, cho cây hoa, cho rồi, cây rễ ngắn là dành cho hoa. Cây kiển. Cây sen đá giống như bữa hôm Nga quay đó. Còn cây rễ dài là cho cái cây ăn trái, cây nhà vườn á quý vị. Nhà vườn họ mua rất là nhiều. Những cái này là nó trong farm họ biết nhiều lắm. Nhưng mà tại vì cái người chủ của cái công ty này là người Việt Nam. Cái anh này nó làm cái sản phẩm này mấy chục năm rồi và bán rất là chạy. Và thị trường Mỹ này người ta mua nhiều lắm, các farm mua nhiều lắm. Mà nhưng mà nhiều lúc bà con Cali không biết, thì anh mới nói là Nga quảng cáo cho bà con người ta biết, người ta mua cái này. Không phải nói là rất là tốt nha cả nhà. Rồi, cái chai lớn của nó là 65 đô cả nhà. 65 đô là một gallon, xài thoải mái luôn. Mà cứ khoảng 3 tuần á mọi người, nó có cái cách pha chế trong này hết. Cái vi sinh này nè đó, cũng rễ ngắn rễ dài nè mọi người. 65 đồng. Đó, nó hơi nặng chút xíu. Nhưng được cái em báo cho mọi người một tin là xài rất lâu và rất tốt và hiệu quả về cây cối rất là tuyệt vời luôn. Nên mọi người phải mua cái sản phẩm này nha. Em bao mọi người là mọi người của con mở cái nắp ra con coi thử trong nó bọc cái gì trong nha. Cái nắp này nó chặt gì? Nó chặt không? Nó chặt thì mình tốt. Nó chặt. Ồ. Nó siêu lại rồi. Nó siêu lại cứng ngắc luôn ha. Vì ship đi là an toàn lắm luôn á. Ship đi. Vậy là ok lắm. Đó, thì Nga kể cho mọi người nghe cái câu chuyện đó. Bé Thảo Linh này là nó gọi Nga qua nè. Cô ơi, cô có cái bác này, cô này đứng đợi cô. Đó là qua là cổ mới kể câu chuyện. Thì Nga không có nói thẳng cái công ty nào. Nhưng mà nếu mà mọi người coi thì mọi người cũng sẽ hiểu được là ở trên mạng bây giờ muôn vạn kiểu gọi là buôn bán đó mọi người. Họ làm sao mà họ chỉ cần gạt một khách thôi là họ được 5.000 đô quý vị. Nếu mà một ngày mọi người tưởng tượng đi, một tháng họ chỉ cần gạt 10 người thôi là phải họ có 50.000 đô không ta? 50.000 đô mà chỉ có gửi vài cái bộ sản phẩm thì mọi người nghĩ đó có phải là lường gạt hay không? Đó là má của lường gạt luôn á, trời ơi trời, quá ác luôn. Thôi. Em không phải là em nói để mà để mình đề cao cái sản phẩm mình lên, không có. Tánh Nga thì nó hơi hơi giống như là hơi hơi thẳng thắn chút xíu.
nói để góp ý cho những anh mà làm trên mạng đó, bớt bớt lường gạt mấy cô chú lớn tuổi bên này giùm em cái. Mấy cô chú lớn tuổi này khó khăn lắm, không có ai có tiền đâu. Trời ơi mấy ông ơi, mà những người già đó hỏi nhà họ buồn á, kiểu chắc con cháu nói chuyện buồn quá cái có mấy người cứ rủ ra rồi: cô ơi sản phẩm này tốt lắm, cô ơi cô bán đi, con tạo điều kiện cho cô. Cô bán một bộ thôi là cô kiếm nền 700. Này con thương cô, con giúp cô đấy. Cô nghe lời con đi, cô sẽ có tiền 5 bộ thôi, 700. 700 là cô có thể có mấy nghìn đô trong vòng 1 tháng rồi. Cô thấy dễ không? Con giúp cho cô, con thương cô. Đó, vậy thôi đó mà mấy bà già dính trong cái gì trơn. Nhiều lúc mình nói ủa sao người ta dễ dụ cô gì, cô gieo tiền tỉnh que. Ờ con ơi thì nó nói thấy hợp lý quá thì mình nghĩ thôi, mình nhạc mình buồn quá thì mình làm cho nó vui. Chứ đâu biết mình nó vừa ship hàng xong là nó trốn cô luôn tới giờ đâu. Đó. Mọi người thấy không? Nó khủng khiếp lắm. Bởi vì mấy anh bớt lường gạt thiên hạ lại giùm em cái nha. Rồi. Bây giờ là Nga sẽ nói tới cái sản phẩm Đài Loan nha quý vị. Đây. Chai trẻ hóa đây cả nhà. Ông nói về sản phẩm Đài Loan này thì Nga rất là tự tin ở cái chỗ là chất lượng siêu tốt và giá cả rất là phải chăng nha cả nhà. Có nhiều cô nói nghe: con ơi sao cái chai này nó không có cái vòi, nó không có cái ấy không, cái này nó là cái loại phun á quý vị, nên là mình chỉ còn vậy thì là mình đã bơm ra được rồi. Nó ép lên đó cả nhà. Bữa nay cái cô kia cô nói nha, Nga hết hồn luôn. Nga báo công ty nha, nó ủa sao nó không có cái vòi, nhưng mà thực ra không cần cái vòi nha. Là nó chỉ cần như vậy thôi là nó đã ok rồi. Cái này là chai trẻ hóa đó. Rồi cái chai này giờ Nga mê lắm nha nhà. Mê mà Nga ghiền nó luôn á, có nghĩa là ngày nào Nga cũng phải lấy ra xài hai lần. Đây. Cho em xin. Mỗi lần cái sản phẩm này lúc nào cũng lấy hàng thì nhiều mà toàn nói cuối cùng không à. Không có thời gian để nói đó cả nhà. Đây, thì Nga hướng dẫn lại cho cả nhà một lần nữa về cái sản phẩm mà trị nám siêu tốt của bên Thúy Nga ha. Bây giờ là tất cả các nước trên thế giới, nếu mà những ai mà có PayPal rồi thì có thể mua đồ của Nga và trả qua cái PayPal đó rất là nhanh và tiện ích, và nó không bị chạc phí gì hết, nó không bị chạc một cái phí gì hết. Còn ngày xưa có nhiều người có chuyển tiền vô bên Nga là phí nhà băng á, tiền quốc tế là nó chạc 20 đồng, mình gửi qua Western Union nó cũng chạc mình mấy chục đồng nữa, nó tùy trên phần trăm tiền. Thì cái bộ sản phẩm Đài Loan này nó bao gồm nó có 9 món, càng ngày món càng nhiều. Ngày xưa nó có 2 món thôi, là ngày xưa Nga chỉ bán nám với nắng thôi, cái chai nám với cái chai chống nắng thôi. Thì mọi người xài tốt quá mới yêu cầu Nga là phải lấy thêm về để bán. Thì từ từ cái combo Nga giờ nó lên thành là 2 4 6 8 2 4 6 8 luôn quý vị. 2 4 6 8 8 món quý vị. 8 món thì nếu mà luôn thác là nó khoảng tầm 700. Nó tặng ship. Thì là cái bước đầu của một buổi sáng ngủ dậy thì mình sẽ rửa mặt bằng cái chai này. Chai này nó bây giờ nó là 60 đô và chưa có thác nha. Thác vô nó chắc khoảng tầm 65 đô. Chai này nó tới 200ml và xài trong 2 tháng 3 tháng luôn quý vị. Sau khi mình rửa mặt sạch sẽ thì mình sẽ cho một chút cái serum này. Serum này là cái chai siêu tốt luôn. Nó là 98 đồng một chai. Và cái chai này nó làm cho se khít lỗ chân lông, và nó làm cho săn chắc mặt, và nó làm cho trắng sáng cái mặt mình ra, và những cái vết thâm nó cũng bớt đi. Thì mọi hôm Nga chỉ xài cái này thôi. Thì xong Nga sẽ bôi một cái kem nám này. Kem nám này quý vị. Và Nga sẽ bôi cái chống nắng này lên. Chống nắng này nó có chất dưỡng nha. Rồi Nga sẽ xức cái phấn này lên. Phấn này thì được cái nó chống, nó ra đường, nó không có bị ra mồ hôi dầu, nó không có bị dính nước nó vô, nó không làm trôi phấn. Nhưng từ lúc mà Nga có cái chai trẻ hóa này đó mọi người, thì Nga bắt đầu
nghe lãng lãng với cái hộp nám này. Thật ra hộp nám này nó cực tốt, hộp nám là bán chạy nhất đó quý vị, bán chạy lắm luôn á, coi như là người ta xài tốt quá, người ta mua lần chai thôi, nhưng mà xài tốt quá là ai mua hai ba chai để dành, tại vì nó xài nhanh, cái này khoảng tháng là hết rồi, tháng hơn, xài ngày 2 lần quý vị. Thì cái hôm trẻ hóa về giờ thì là nghe sáng là rửa mặt xong nghe xịt cái serum này lên, xong nghe lấy cái chai trẻ hóa này đó mọi người, nghe bôi lên, trời ơi là cái mặt nó mịn trân rồi quý vị. Nó mịn mà nó mơn mởn á, nó cái kiểu nó mơn mởn á, mọi người biết cái da mặt mà mơn mởn không, nó mơn mởn cái mặt mình luôn, là nghe đánh dưỡng vô đó luôn, rồi sau đó nghe mới đánh một chút cái chống nắng này. Chống nắng này nó có chất dưỡng quý vị, nó có chất dưỡng nên mọi người đánh vô nó siêu, cái mặt mình nó đẹp lắm, nó mịn mà nó căng ra, nó giống như mình đánh phấn vậy đó, và cả ngày nó không có mồ hôi dầu luôn. Tất cả sản phẩm của Đài Loan nó có một cái đặc trưng là không bị khô mặt, rửa mặt nó không bị sốt, nó không bị cứng, cái mặt không bị khô mặt, và những cái sản phẩm nó đánh không bị nhờn da mặt và nó không làm cho mặt đổ dầu, mặt nó cứ khô mịn cả ngày vậy đó. Thì mọi người đánh cái chống nắng này lên, xong mới đánh cái hộp phấn này. Cái hộp phấn này là mọi người đánh một chút thôi, dầm ở ngoài thôi. Cái hộp phấn này có 62 đô à, hộp nám này 88 đô, chưa có thác nha. Thì mọi người dặm cái phấn này lên, hộp phấn này chắc xài nửa năm không hết. Thì sau khi mọi người xài xong á, là chỉ đánh chút má hồng với màu mắt, mắt nước với lông mi rồi nhẹ lên là ok, cái mặt đẹp cả ngày ha. Xong tối về cũng cái mặt như vậy mọi người, mọi người không cần remove make up nha. Mọi người cầm luôn cái này ra, bùm hai cái bọt nhỏ xíu thôi là rửa mặt, mặt nó sạch hết luôn cái mặt mình luôn, mà mình không cần remove make up nha. Sau đó mình rửa mặt sạch sẽ thì cái này là đang mua 2 tặng 1 nè, mua 2 hộp mask này 10 miếng tặng 1, 60 đồng một hộp, 2 hộp 120, khác nữa 130 tặng một hộp. Còn cái hộp mask gel này là tẩy tế bào chết nó cực đẹp, cũng mua 2 tặng 1, 101, khác nữa 120, mua 2 tặng 1. Thì nếu mà ngày nào mọi người thích đó, có thể đắp cái mặt nạ miếng này, một hộp này 10 miếng. Cái này nó tốt như cái thằng SK2 mọi người, rất là tốt mà rất là rẻ nha. Mọi người xài cái này á, Vinh, Vũ Quang Vinh bạn nghe nói 1 tháng mà xài đủ 30 ngày cái miếng này đảm bảo cái da mặt thay đổi, mà đúng thiệt là có thay đổi luôn. Nga đã xài thử rồi, có hôm Nga xài được nửa tháng nó hết mát, thế là không có xài mà mình đã thấy hiệu quả lắm rồi đó. Rồi trong một tuần á, mọi người có thể làm tẩy tế bào chết này một lần, lấy cái hộp này và lấy cái muỗng của nó múc lên trên mặt và để trong vòng 15 phút, cái này có thể để 20-25 phút, những này để 15 phút thôi. Sau khi 15 phút mọi người lấy cái muỗng quét nó xuống và đi rửa mặt, mặt mình nó sẽ rất là đẹp, vì cái này nó tẩy tế bào chết và nó làm sáng da và nó làm căng cái mặt lên rất là đẹp. Sau đó mọi người vô cho một chút serum này lên ban đêm nha. Nếu mà xài cái miếng này nè, có lúc nhiều lúc tháo ra không cần rửa mặt luôn, tại vì trong này nó có cái chất collagen quý vị, nó làm cho dưỡng mặt, và nó dư mình chét lên cổ, lên mu bàn tay rất là ok. Thì mọi người lấy một chút cái này á bôi lên, và mọi người cho cái kem giữ ẩm này nè mọi người, cái này là làm chống cho những người mà bị khô da và bị nếp nhăn rất là nhiều trên gương mặt, thì cái chai này nó làm cho căng mọng cái mặt mình lên rất là đẹp luôn, mà chỉ có 60 đồng một chai nha quý vị. Nó chỉ có 60 đồng một chai thôi, mà chỉ cần điểm 4 giọt thôi, mọi người đánh lên cái mặt nó sẽ rất là khác biệt luôn. Nó căng cái mặt mình lên mà nó làm cho cái mặt mình nó mịn mà nó mọng lên đó mọi người, mà những nếp nhăn nó mất nha. Sau đó mọi người mới cho một chút cái trẻ hóa này vô. Mọi người cho cái kem nám này vô và đi ngủ, sáng ngủ dậy sẽ có một cái da mặt cực kỳ đẹp luôn. Đó là bí quyết của Nga, làm sao mà có da mặt đẹp và có một cái sức khỏe tốt. Thì là mình trong uống ngoài thoa, là mình vừa uống collagen nè, mình ăn yến nè, mình có điều kiện mình mua tổ yến mình ăn nè, rồi mình xài những cái sản phẩm mà mỹ phẩm. Cái mỹ phẩm Đài Loan này nó được một cái đặc tính là nó không có những cái người nào mà da bị sensitive với mọi người là xài ok. Da Nga là da nhạy cảm đó mọi người, có nghĩa là sản phẩm nào mà xài không hợp là cái mặt nó đỏ, nó nổi đốm lên. CC đồ có nhiều người đánh rất đẹp mà Nga đánh lên là cái mặt Nga nó đỏ hết luôn á mọi người, là nó bị dị ứng gì luôn á, nó bị dị ứng mà nó mẩn 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 mà nó ngứa nữa, xài không được, không biết sao.
Nhưng những cái dòng mà của Hàn Quốc nghe xài cũng ok nè. Mà nhất là cái Đài Loan này là quá ok luôn. Cái sản phẩm kem nám này mọi người biết xài nó sáng da dần lên nha. Cái da mà mặt mình nó đẹp dần lên và từ từ và nó trắng sáng ra. Cái đó là cách nói của mấy chị mà khách hàng á, chị nói. Chứ không phải là một cái dạng kem tẩy. Tư vấn. Nó không phải là một cái dạng mà dạng như ở Việt Nam nó có cái dạng kem trộn, quý vị. Kem trộn á, thì nó sẽ làm mình trắng sáng lên, nhưng mà khi mà mình không có dùng những cái kem trộn đó nữa, đó là da mình nó từ từ nó sẽ sạm xuống, quý vị. Nó đen thui và nó nám luôn. Trời, Nga có mấy người bạn tội lắm. Ngày xưa cũng xài kem trộn, kem ơ rồi đó. Trời ơi, lúc đó da dẻ đẹp mà nó trắng tinh mà nó trắng kỳ cục lắm. Rồi cái đi qua Mỹ, cái nắng ở Mỹ mọi người biết nó tia hồng ngoại nó khắc nghiệt lắm. Ngồi trong xe hơi lái xe đó, gì mà nám hết, mà nám xấu xí luôn á mọi người. Nám không còn một cái manh giáp nào luôn. Có nghĩa là hả, nám hết cái da của mình luôn á quý vị. Rất là xấu luôn. Và hư da luôn, không cách nào cứu được nữa. Mặt da thì nó cứ trắng bệt ra, mà những vết nám thì nó vẫn cứ rần lên. Mà đặc biệt cái sản phẩm nám này á, thì mọi người cứ xài nó sẽ từ từ sáng. Nghe có nhiều người khách nhắn tin thấy thương lắm. Mà nghe không có trong cái máy này, không biết có không, để nghe coi coi. Rồi. Em có bị một loạt đây và đóng tiêu rồi đây. Này. Cô mua mọc tóc xài thử, không ngờ gội đầu mới có 3 lần mà tóc mọc ra nhiều quá. Nay cô đến mua thêm 3 chai, quá tuyệt vời luôn. Cô 70 tuổi rồi, cô cảm ơn Thúy Nga nhiều. Rồi đâu nữa đây. Đây xương khớp này, chị này bị thoái hóa cột sống nè. Bác sĩ bảo mổ, sợ quá không dám mổ. Đó, đi làm về là hai cái chân đau lết. Tối ngủ nửa đêm giật mình vì quá đau. Thank you Thúy Nga, chị đến gặp siêu nhân đã mua lọ thuốc. Và anh bảo nếu đau nhiều thì uống ngày 4 viên chia 2 lần. Chị mới mua uống có một viên mỗi ngày và tối thấy êm lắm, sáng nay uống thêm một viên nữa, không thể tưởng tượng được, không còn đau nhức nữa. Chạy lên lầu xuống lầu như con gái 18, bây giờ tung tăng không đau nhức. Mới uống 3 viên thôi, cảm ơn Thúy Nga rất nhiều, thuốc rất là tốt. Nè, để nghe vô nghe đọc mấy cái tin nhắn này nha. Mẹ, đây. Chị nhận hàng rồi, rất là thích xài kem trẻ hóa. Xài có mấy ngày mà da mặt khác liền, cho chị sẽ mua collagen và chị uống collagen sẽ cho kết quả ra sao nha. Cả nhà thấy không? Rất là tốt nha. Nga ơi, kem trẻ hóa này thoa lên mặt sáng mịn sáng thẳng bóng mượt đẹp lắm Nga ơi. Chiều đi làm về rửa mặt là thấy da mặt đẹp mịn láng trắng đẹp lắm, rất thích. Hiệu quả chỉ mới 2 ngày. Một cái chai trẻ hóa này mọi người có 76 đồng đó mọi người, rất là tốt luôn. Khách của Nga là người thật việc thật không à. Nè, như cái chú này nè, chú hói cỡ này nè mọi người thấy không. Mà ổng xài trong một tháng mà tóc ổng mọc nhóc luôn nè mọi người thấy không. Đó, rồi. Chị ơi, hôm nào em lại mua collagen nha. Em rất là thích mỹ phẩm Đài Loan của chị. Hôm bữa mua thử xài rất là tốt nha, rất là mịn da. Cảm ơn chị Thúy Nga đã đem lại điều tốt cho mọi người, niềm vui cho mọi người đó. Đó. Nãy mẹ em có ghé tìm mua bưởi và măng cụt rất là ngon. Nhà em ăn trái cây ai cũng khen. Đó là hên, nó ngon á. Dở cũng bị chửi lắm nha quý vị. Đây nè, chị sống ở Đức hôm rồi có người nhà ở Việt Nam qua nên chị mới mua sản phẩm mọc tóc ở Việt Nam.
chị mua thêm một ít hàng, muốn mua thêm ở Mỹ nữa cho tiện. Chị gửi lời cảm ơn Thúy Nga rất nhiều. Chị này là ở Đức nha quý vị. Vì serum dưỡng tóc rất hiệu quả, chị dùng được 3 tuần rồi, dùng hàng ngày và có khi ngày 2 lần. Chị Nga chỉ lại cho mọi người cái sản phẩm kích mọc tóc này là sao. Là cái này là cái serum quý vị, là đậm đặc. Có nghĩa là mình gội đầu sạch sẽ xong đó, mình lau tóc không có khô quá, nó hơi còn ẩm ẩm đó, mọi người sẽ xịt cái sản phẩm kích mọc tóc này vô chân tóc và da đầu. Mọi người dùng cái tay mọi người massage trong vòng 5-10 phút cho cái sản phẩm serum nó tiếp xúc trong chân tóc da đầu cho nó thấm. Sau đó một thời gian tóc nó sẽ ngưng rụng, chưa đầy một tuần là mọi người sẽ thấy nó ngưng rụng và bắt đầu những người nào cơ địa nó khỏe nó sẽ mọc tóc luôn ngay từ cái chai đầu tiên. Còn những có nhiều người lớn tuổi thì chai đầu tiên là ngưng rụng và chai thứ hai là bắt đầu mọc tóc nha quý vị. Nó phải có cái quá trình. Xài rất dễ mà mọi người nhớ ngày nào cũng xài cho Nga nha. Mà khi mà mọi người xài này cố gắng một ngày gội tóc và một tuần gội đầu 3 lần cho Nga. Mà lúc gội đầu á, cái xả nước cuối cùng bước ra nhớ gội xả nước lạnh cho Nga. Nước lạnh nó làm khích cái lỗ chân lông, tóc nó bớt rụng. Serum dưỡng tóc rất hiệu quả, chị dùng được 3 tuần thôi. Dùng hàng ngày có khi ngày 2 lần và tóc chị đã ngưng rụng. Mỗi lần gội đầu không còn là nỗi ám ảnh nữa. Chị đã rụng 25 năm nay rồi, từ ngày còn rất trẻ, ngày trước tóc mọc rất nhiều và giờ thì tóc không còn bao nhiêu. Chị đã dùng cả 100 loại thuốc từ uống đến bôi, từ trẻ rẻ đến mắc mà không hiệu quả. Chị mừng tới phát khóc, mọi ngày nhìn tới chai serum là thầm cảm ơn người đã mang may mắn lại cho mình. Đó. Rồi. Sầu riêng ngon quá, loại này Việt Nam hay Mã Lai? Dạ Mã Lai chế, em ăn hết 2 trái trong vòng 3 ngày. Trời ơi, ăn sầu riêng Mã Lai đó quý vị, mà ăn dữ thần vậy trời. Để nghe coi. Có nhiều người đây nè mọi người, thấy không? Chú này nè, hói quá trời hói luôn nè. Thấy không? Hói đó. Mà xài trong vòng 6 tháng nè mọi người, tóc mọc quá trời không? Mọi người thấy không? Ông xã mình xài thuốc mọc tóc Thúy Nga 6 tháng rồi, hôm nay tóc của ông hiệu quả nhiều. Năm nay ông 66 tuổi. Nhiều tin nó mà mất đó nè. Mất đó hết rồi cả nhà. Cái nám được khen dữ lắm. Mà đợt rồi Nga mất cái điện thoại, cái thông tin mà khách hàng khen nhiều lắm mà mất trơn. Đây, nho này phải công nhận là quá ngon rồi. Nho thêm bổ này nó xuất sắc luôn á. Ở nhà ví dụ như sáng mua một thùng xoài ha, hay một thùng bưởi sẽ cũng được bớt 10 đồng. Mua hai thùng xoài cũng được bớt 10 đồng. À, nhãn Hawaii nha, còn một thùng duy nhất thôi nha. Nhãn Hawaii còn một thùng duy nhất, bán 80 đô thôi, ai mua thì bán. Còn có thùng là không có. Tuần này không có nhãn. Tuần này chỉ có nho thân gỗ. Rất là ngon. Rồi. Ơi, em xin phép được xuống live. Chào cả nhà yêu dấu. Hẹn cả nhà ngày mai sẽ có chương trình cho cả nhà coi. Bye bye, xin cảm ơn cả nhà. Cả nhà nhớ sáng nhớ mua nho thân gỗ nha. Rất là ngon nha cả nhà. Rồi hướng hả? Ừ, đúng hả? Nhà đang ngủ gì? Thật sự thức khuya quá ha. Xài ngon ha.
Bye bye. Nguyễn Nhung Ngất Vinh. Nghe like nghe ít tương tác được, có tại nghe tập trung nghe kể chuyện quá nên mọi người thông cảm đi nghe nha. Chị nhắn tới lần thứ 5 mà không được. Chị ơi chị nhắn cho em đi. 279 279 8989. Chị ở nước nào mà chị nhắn không được vậy? Không thì nhắn ở Việt Nam cho Thảo Sương đi. 0764888812 hoặc anh Siêu Nhân cũng được. Chị có nhắn cho ai cũng được hết trơn á, trên 5 cái số này nhắn cho ai cũng được hết trơn chị. Có 5 con người trên này là 279 789 9999 là số của Thảo Linh nó đang giữ, hoặc Betty 657 679 7693, hoặc 279 279 8989, hoặc Siêu Nhân 714 653 8028, hoặc 0764888812. Rồi Thúy Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Nghe những cái gì Nga kể nha, nhớ cẩn thận. Trên mạng mà bán mà họ kêu mình mua này mua kia để họ giúp mình kiếm tiền, mọi người đừng có tin nha mọi người, rất là nguy hiểm luôn. Thúy Nga bye bye.